cao lên. Dạ vâng ạ, xin chào mừng tất cả các chị yêu đã đến với buổi livestream giới thiệu sản phẩm của nhà em buổi chiều ngày hôm nay nha. Các chị yêu mới vào coi live thì các chị cho em xin một chấm nào, cho em xin một chấm hoặc là comment lên để em có thể nhìn thấy tất cả các chị nhá. Mới vào coi live thì các chị kiểm tra giúp em xem chất lượng âm thanh hình ảnh đã tốt chưa ạ? Các chị đã nhìn thấy em rõ hơn chưa nhở? Em chào chị Mai Phương nha, chào tất cả các chị yêu ạ. Các chị chấm comment lên giúp em nào. Mình dành ra khoảng độ tầm 1-2 phút để có thể là chào hỏi nhau nha. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu những cái mẫu áo phao này rất là xinh các chị yêu nhá. Mẫu này bao nhiêu ấy hả? Có màu gì? Các chị ơi chấm comment lên nè. Em chào chị Thanh Hằng nhá, chào chị Mai Phương nhá, chào chị Yến chị ạ, chào 20 chị đang xem nhá. Hôm nay thì em giới thiệu phao và gửi gắm lên. Chị yêu mới vào coi live thì các chị cho em xin một lượt chia sẻ là 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần lên 10 lần lên các trang chợ, các hội nhóm, các chị tham gia trang chợ hội nhóm các chị chia sẻ lên giúp em nha. Đó, comment đây là đã chia sẻ này, bên em tặng mũ nhá. Bên em hôm nay đầu tiên là sẽ chơi mini game tặng mũ nha. Các chị chia sẻ lên cho em và vào comment giúp em là đã chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân và 10 lần lên các hội nhóm, các trang chợ để em tặng một cái chiếc mũ lồi này nha. Tặng con chị yêu một chiếc mũ lồi luôn ạ. Phao bao nhiêu chị ạ? Mẫu phao em đang mặc hiện tại nhà em đang bán với giá là 499.000, có rất là 49 á. Thế nào? 449 ạ. Mẫu phao em mặc là 449.000 các chị yêu nha, em nhầm giá đó. 449.000 rất là đẹp luôn nha các chị yêu nha, rất là nhiều màu luôn ạ. Em chào chị Hồ Ngọc Hai Nga nhá. 10 lần thì chào chị Hoa Nguyễn nha, chào tất cả các chị yêu ạ. Một lần hai lần lên trang cá nhân và 10 lần lên các hội nhóm này và vào comment đã chia sẻ đấy. Hả? Cả nhà bắt đầu vào comment giúp em nha. 2 lần trên trang cá nhân và 10 lần trên các hội nhóm để bên em để đủ điều kiện để có thể dinh ngay một mũ nồi của bên em nha các tình yêu nha. Mọi người đã chia sẻ thì vào đây comment đã chia sẻ kèm số điện thoại này. Sau đấy là sau khi đã đủ 50 view thì em sẽ đọc tên ngay tình yêu nha. 50 view thì em sẽ đọc tên ngay một tình yêu đầu tiên dinh ngay một chiếc mũ nồi siêu xinh của bên em nha. Phạm Ngọc Lan ơi, tí nữa nên mình sẽ báo giá mẫu áo phao này nha. Hôm nay sẽ sale với giá sốc luôn, chưa từng có luôn các tình yêu ạ. Chưa từng có với cái mẫu phao này luôn nha. Rồi mọi người bắt đầu chia sẻ giúp em 2 lần trên trang cá nhân và 10 lần trên các hội nhóm. Mọi người ơi, đủ 100 view em sẽ báo giá sốc hơn với cái mẫu phao này nha mọi người nhá. Tuyên bố là chưa từng có cái giá áo phao này luôn ạ. Cho nên mọi người tiếp tục chia sẻ với em để có thể mua được hàng hot nha. Cái này để cao là không thể thất này, không đọc được comment ấy. Phải cố xuống ấy. Các chị chia sẻ cho em đi ạ, chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân này, 10 lần lên các trang chợ hội nhóm và vào comment là đã chia sẻ cho em tặng quà nha. Hôm nay em tặng quà cho chị mũ em đang đội nhá, mũ em đang đội này. Ok. Em chào chị Thị Ngọc nhá. Nào đẩy lên cho em 50 người xem nào, lượt view 50 người đang xem nào. 50 người xem để em bắt đầu tặng quà cho một chị ngẫu nhiên nhá. Ok các chị yêu. Nó bị ấy à? Nó bị nghiêng rồi. Nào các chị yêu chia sẻ lên rồi, 44 người đang xem rồi ạ. Nào đẩy view lên cho em 40 người. Sao lượt view cứ tụt nha, chia sẻ lên cho em nhiệt tình lên nào. Chia sẻ nhiệt tình lên ạ. Bộ 50 người thì em sẽ bắt đầu tặng nha. 50 người thì em sẽ bắt đầu tặng. Đầu tiên thì sẽ chơi mini game trước nhá. Đầu tiên sẽ chơi mini game nữa. Ok, 53 người đang xem. Các chị chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Chia sẻ và đẩy lượt view cao lên cho em. Tặng một cái mũ em đang đội rất là xinh luôn này. Đó, mũ em đang đội rất là xinh luôn nha. Chia sẻ cái thể lệ chơi mini game bên em thì rất là đơn giản. Chia sẻ lên trang cá nhân 2 lần và lên các trang chợ hội nhóm 10 lần nha các chị nhá. Chia sẻ lên trang chợ hội nhóm 10 lần nha. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Rất là xinh luôn này, đó mũ em đang mặc nhá. Cái áo em đang mặc thì lát nữa em sẽ mở bán nhá. Áo em đang mặc với giá cực kỳ là sốc, lát nữa em sẽ mở bán mẫu áo em đang mặc nhá. Mẫu áo em đang mặc thì nhà em có tất cả mẫu này là mẫu này nhà em có 3 màu nhá, 3 4 màu. Nói chung là mẫu này nhà em nhiều màu lắm các chị ạ. Mẫu này thì dáng phao nó rất là đẹp.
Cái dáng áo phao rất là đẹp và nó rất là dày dặn mà cực kỳ là ấm. Rất là dày dặn mà cực kỳ là ấm nha. 449k đẹp cực kỳ. Đó, mũ là mẫu này là mũ lông này. Là mũ lông sau nhá. Cái dáng của nó nhìn nó rất là trẻ trung. 60 kg bon chen thoải mái cho em mẫu này. 60 kg bon chen thoải mái cho em ạ. Quá đẹp và quá xinh luôn nhá. Đó, màu em đang mặc đây là màu hồng nhá. Comment này là pha màu hồng kèm số điện thoại giùm em để lên đơn hàng nha. Pha màu hồng kèm số điện thoại giùm em các chị yêu nhá. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Đó, phao này là trần bông bên trong nhá. Nó trần bông bên trong này, đây là bên trong nhá. Rất là dày dặn và nó mặc rất là ấm, nó rất là nhẹ nhàng. Mặc lên dáng nó rất là thoải mái và dễ chịu, nó không hề bị là gây cảm giác nặng nề khó chịu các chị đâu nhá. 449.000 thôi phao em đang mặc nha. 449k. Rồi, 100 view rồi, bây giờ bên em sẽ tặng quà cho một tình yêu đầu tiên nha. Tặng quà cho một tình yêu đầu tiên nào, bạn nào đã comment thật nhiều rồi nè. Bạn nào đã comment thật nhiều, bên em sẽ ghim ngay bình luận của một tình yêu nha. Nào, bên hệ thống kiểm tra hộ em luôn là bạn Phạm Ngọc Lan nha. Bạn Phạm Ngọc Lan đã, bạn ấy comment từ đầu like đến giờ này. Bạn Phạm Ngọc Lan đã chia sẻ chưa ạ? Bên hệ thống kiểm tra giúp em xem bạn Phạm Ngọc Lan đã chia sẻ chưa nha. Rồi, bên hệ thống kiểm tra giúp em xem bạn Phạm Ngọc Lan đã chia sẻ chưa ạ? Ok rồi, một phần quà đầu tiên đã dành cho bạn Phạm Ngọc Lan nào. Các tình yêu tiếp tục chia sẻ giúp em 144 view rồi. Nào tiếp tục 160 view giúp em. 160 view giúp em nào để tặng thêm một mũ nữa mà các tình yêu ơi, mũ cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cực kỳ là đẹp luôn. Mũ này hiện tại em đang bán tại shop với cái giá là 99k các tình yêu nhá. 99k nào. Mọi người ai muốn mua phao ngày hôm nay là tiếp tục chia sẻ 147 view giúp em rồi ạ. Nào đẩy lên giúp em đó là 160 view thôi ạ. 160 view để tặng một người nữa nào. Tặng ngay một chiếc mũ nồi, đây là hàng chuẩn loại một luôn các tình yêu nhá. Có thấy Nguyễn Thị Lệ nha. Các chị cứ comment nên em nhìn thấy tất cả comment của các chị luôn nha. Em nhìn thấy tất cả comment của các chị luôn ạ. Các chị nào đã may mắn trúng Mille Game bên em thì chụp ảnh màn hình và vào ebook cho em nha. Chụp ảnh màn hình và vào ebook cho em ạ. Đó, rất là xinh luôn. Mũ em đang mặc nhá. Tặng có các chị yêu luôn chia sẻ nhiều nhất này, chia sẻ nhiều nhất và comment nhiệt tình. Cả nhà ơi, tí nữa sẽ báo giá phao rồi, sốc luôn mọi người ơi. Áo chưa từng có một cái giá này nha. Em chưa bao giờ chưa một lần nào bán với cái giá này luôn mọi người ạ. Rất là nhiều màu luôn, đủ tất cả các màu luôn mọi người ạ. Đủ tất cả các màu luôn. Đúng rồi ạ, quá rẻ và quá đẹp, giá quá sốc luôn nha các chị yêu nhà, giá quá sốc luôn ạ. Là chia sẻ, dạ em có thấy chị Nguyễn Thị Phương nhá, em có thấy tất cả các chị yêu luôn ạ, em có thấy chị Nhật Lệ luôn nha. Nhìn thấy tất cả các chị yêu luôn, các chị cứ comment này, để lại comment cho em này, em nhìn thấy tất cả các chị. 160 người xem nào, chia sẻ cho em 160 người xem nha, để có cơ hội may mắn nhận luôn cái mũ em đang đội nha. Nhận luôn cái mũ em đang đội, thì hiện tại đang bán ở shop với giá là 99k tặng riêng cho chị, tặng cho các chị yêu luôn nha. Nào chia sẻ giúp em một lần, hai lần lên trang cá nhân này và 10 lần lên các hội nhóm trang chợ nhé chị yêu nhá. Thể lệ chơi mini game bên em rất là đơn giản, đó là hai lần lên trang cá nhân và 10 lần lên các hội nhóm trang chợ. Nhớ là chia sẻ đủ nhá, nhớ chia sẻ đủ bên em sẽ có hệ thống kiểm tra lại. Hệ thống kiểm tra lại nếu mà các chị không chia sẻ đủ lại bên em sẽ tự động hủy quà nhá, tự động hủy quà. Rồi, cái mẫu áo phao em đang mặc rất là đẹp này, các chị ngắm trước cho em đi là ngắm trước cho em, lát nữa thì em sẽ phát bán mẫu áo phao em đang mặc luôn nha. Quá đẹp, quá xinh luôn này, cái dáng này có bo chun ở gầu áo nhá, bo chun ở gầu áo, cái này là dáng đại hàn mà cực kỳ đẹp, túi đó là túi hộp nha, túi hộp ạ. Em có thấy chị Nguyễn Hoa nhá, các chị chia sẻ giùm em đi ạ. Một lát nữa em sẽ mở bán mẫu áo phao này với giá cực kỳ là sốc, chưa bao giờ có luôn ạ. Quá đẹp và quá rẻ luôn nha các chị yêu nhà, quá đẹp và quá rẻ. Nó có hai lớp khóa nhá, một bên trong là lớp khóa kẽm và bên ngoài là một lớp khóa như thế này, thì các chị mặc đi ngoài đường thoải mái cho em, không bao giờ sợ bị lọt gió nha, không bao giờ sợ bị lọt gió luôn ạ. Nhưng mà mình đã báo giá không, đã báo giá rồi. Đó, mẫu này cực kỳ là đẹp này. Đấy, mũ lông nhá. Cái dáng mũ cũng rất là xinh. Mẫu này thì bình thường ở ngoài thị trường rơi vào tầm 5-600 là chuyện bình thường nha. 5-600 thì mẫu áo phao em đang mặc hôm nay em sẽ bán với giá cực kỳ là rẻ luôn. Xả bán cực kỳ là rẻ luôn nha các chị yêu nha. Ok chưa ạ? Rồi, xong. 200 view rồi đấy. Mọi người ơi, bây giờ bên em sẽ đọc tên nha. Tiếp tục đọc tên tình yêu thứ hai là người sẽ may mắn nhận được một chiếc mũ rồi đây nha. Nào các chị comment nào, comment là đã chia sẻ lên nào. Comment càng nhiều thì cơ hội trúng quà càng lớn nha. Comment càng nhiều cơ hội trúng quà càng lớn ạ. Nên là các chị yêu cứ nhiệt comment nhiệt tình lên cho giúp em nào. Rồi mọi người ơi, chuẩn bị nào, bây giờ ai sẽ là người may mắn đấy ạ? Ai sẽ là người may mắn nhận ngay một chiếc mũ nồi siêu xinh bên em đấy các tình yêu ơi. Nhận ngay một chiếc mũ nồi siêu xinh bên em nha các tình yêu ơi nào. Nào bây giờ em sẽ chuẩn bị ghim bình luận nào, mọi người tiếp tục comment đi nào. Bây giờ em sẽ lướt xem và ai đã comment nhiều và bên em sẽ kiểm tra xem là bạn nào đã chia sẻ để tặng quà cho các tình yêu đấy nha, các tình yêu nha. Đúng rồi ạ, các chị nhớ nè, nếu mà chuyện nào mà chưa chia sẻ nha, chưa chia sẻ thì quay ra chia sẻ cho em đi, bổ sung đi ạ. Quay ra chia sẻ cho em 2 lần lên trang cá nhân này, 10 lần lên các hội nhóm trang chợ để có cơ hội được nhận quà bên em nha. Biết đâu mình là người may mắn mà chưa chia sẻ đủ thì sẽ bị hủy quà thì rất là tiếc đấy ạ.
Rồi ok, tặng cho một chị nữa nhá. Rồi. Tặng có cho rất chị là nữa ạ, 200 view rồi. Lại tụt view rồi nha các chị yêu nhà, chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nào. 200 view nào các chị yêu ơi. 200 view nha các chị nhà, chia sẻ và comment nhiệt tình lên giúp em. Comment càng nhiều thì cơ hội trúng quà Milligame bên em càng lớn ạ. Comment càng nhiều cơ hội trúng Milligame bên em càng lớn các chị nhá. Đó, comment nhiệt tình lên giúp em nào, đã chia sẻ kèm số điện thoại giúp em, đã chia sẻ kèm số điện thoại để em chọn ra chị nào may mắn nhất ngày hôm nay để tặng mũ nha. Đó, áo phao ngày hôm nay bên em thì quá là đẹp và quá là nhiều màu, đủ màu sắc và đủ kiểu dáng cho các chị yêu thoải mái lựa chọn luôn. Có chị yêu nào đang quan tâm cái mẫu áo phao này bên em không ạ? Đẹp cực kỳ nha chị yêu nhá, mũ lông nha. Mũ lông và cái dáng mũ của nó siêu đẹp luôn, các chị yêu còn giặt nhá. Giặt thì tháo cho em cái lông này ra nha. Tháo cho em cái lông này ra, các chị sợ giặt lông mà nó sẽ không còn được phần nào, nó sợ là bị bết lông ấy. Tháo lông này ra cho em này, tháo lông ra cho em giặt thoải mái luôn nhá. Rồi ok, tặng cho một chị nữa nào, tặng cho một chị nữa nha. Em sẽ ghi bình luận của một chị nữa này. Các chị làm mà may mắn trúng Milligame bên em có may mắn trúng Milligame bên em thì chụp ảnh màn hình và vào ebook cho em nha. Chụp ảnh màn hình và vào ebook cho em ạ. Rồi, chúc mừng tình yêu tiếp theo nào. Chúc mừng tình yêu tiếp theo đó là bạn Trần Kim Phượng nha. Bạn Trần Kim Phượng còn ở trên live không tình yêu ơi? Còn ở trên live thì comment ngay vào đây giúp em nhá. Comment ngay vào đây giúp em nha. Nào, chúc mừng tình yêu Trần Kim Phượng nào. Bên em sẽ kiểm tra hệ thống. Và các tình yêu nhớ giúp em bạn nào đã được tặng quà thì nhớ chụp ảnh lại phần chia sẻ của mình nhá. Nhớ chụp ảnh lại phần chia sẻ của mình để hợp lại nhận quà nha. Được rồi, tiếp tục mức tiếp theo đó là 280 view giúp em nào. 280 view giúp em để tặng thêm ngay một chiếc mũ nữa nào các tình yêu ơi. Rồi, trong thời gian chờ đợi thì bên em sẽ mở bán chiếc áo phao mà bạn mẫu đang mặc đây nha. Mở bán chiếc áo mẫu phao bên em nha. Một siêu phẩm áo phao bên em hiện tại đang bán với giá quá là sốc nha. Xài bán với các chị không lợi nhuận luôn nhá. 449.000, chưa ở đâu có cái giá 449.000 cái mẫu áo phao em đang mặc này. Đó nha, em cao 1m63 và hiện tại em 45kg. Thì mẫu áo phao này các chị yêu từ 60kg trở xuống là bon chen thoải mái cho em nhá. 60kg trở xuống là bon chen thoải mái cho em ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Nào chị yêu nào mà ưng cái mẫu này thì comment lên cho em màu sắc kèm số điện thoại giùm em. Áo phao màu sắc kèm số điện thoại giùm em nha. Mẫu này em xin giới thiệu bảng màu nhá. Màu em đang mặc đây là màu hồng đậm nha. Nhà em mẫu này có màu hồng nhá, màu hồng nhạt nhạt này. Màu hồng nhạt nha các chị yêu nhá. Màu kem nhá. Màu sữa, màu hồng, nói chung là rất là nhiều màu. Rất là nhiều màu nha. Cái này số lượng có hạn được không? À giờ này ạ. Nào nhanh tay comment lại giùm em màu sắc áo phao, màu sắc số điện thoại giùm em. 149k thôi ạ. À. Đúng rồi ạ. 449 nhá. Em sợ rồi nó bị nhầm giá. 449k nha. Comment lên giùm em nào. Comment lên giùm em, các chị cứ chia sẻ giùm em, bên em vẫn tiếp tục chơi Milligame. Lúc nào mà đạt mốc người xem là 260 view thì bên em lại tiếp tục tặng quà nha. Ok, cho bạn Nguyễn Khả Ngân một phao hồng nha. Bạn Phạm Ngọc Lan cho bên mình số điện thoại tình yêu nha. Bạn Phạm Ngọc Lan cho bên mình lại số điện thoại và địa chỉ nha. Đúng rồi, các chị yêu comment mình là phải comment đúng cú pháp giùm em. Áo phao màu sắc kèm số điện thoại giùm em nha. Áo phao màu sắc kèm số điện thoại giùm em. 449k rồi. Ok, em sẽ qua mẫu này màu khác các chị yêu nhá. Qua mẫu này màu khác luôn đấy ạ. Màu tiếp theo là màu đỏ nha. Một gam màu đỏ bên em rất là xinh luôn. Đấy, cái chất liệu vải, cái chất liệu phao thì nó quá là đẹp luôn này các chị này. Chất liệu phao thì cái mẫu này chất liệu phao quá là xinh luôn rồi nha các chị yêu nhá. 449k. Mẫu này ngoài thị trường bán thì rơi vào tầm 500 đến 600 hoặc 650 tùy từng shop nha. Hiện tại nhà em đang bán mẫu này với giá 449k. 449k quá đẹp và quá rẻ luôn này. Dạ, shop em ở cổng phụ Đại học Sư phạm nhá. Lấy vào hồng các tình yêu ơi, nhà em ship tỉnh đồng giá 35k và nếu mà ở Hà Nội thì ngay ngày hôm sau các tình yêu đã nhận được rồi nhá. Bên em ship hàng rất nhanh nên là mọi người không phải đắn đo là sợ không có áo mặc vì trời lạnh đâu ạ. 2 ngày thôi, muộn nhất là 2 ngày là mọi người đã nhận được hàng rồi. Với giá chỉ là 35k bằng một đơn ship bình thường thôi nhá các tình yêu. Chị Ngân Sinh ơi, có đỏ nhá. Mẫu em đang mặc màu đỏ đấy chị yêu ơi. Mẫu em đang mặc màu đỏ đây ạ. Mẫu này nhà em đủ okay, màu nhá. Mẫu này nhà em đủ màu này, xinh lắm luôn ạ. Chào Linh nhá. Dạ vâng, mẫu này màu đỏ quá đẹp luôn này. Màu đỏ thì quá đẹp luôn các chị yêu nha. Xuất sắc luôn ạ, siêu phẩm bên em rồi. Mẫu này siêu phẩm bên em luôn nha. Các chị okay, yêu nhanh tay đặt hàng cho em ạ. Một cái hồng này, Đàm Thị Như Quỳnh một cái đỏ này. Ok tình yêu nha, là mọi người tiếp tục comment cho em là phao 449 kèm màu kèm số điện thoại giúp em cả nhà nhá. Phao 449 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Có đen tình yêu ơi, có đen nhà em full màu hay không mọi người. Đúng rồi ạ, à, em sẽ dành ra khoảng độ tầm em sẽ giới thiệu qua bảng màu luôn nha. Em sẽ qua đội mũ lên đúng không ạ? Ok, em sẽ đội mũ lên, các chị ngắm giá mũ cho em nhá. Giá mũ này, đó, mẫu này giá mũ quá là
Mẫu này giá mũ rất là rộng nhá. Giá mũ rất là rộng này. Và mũ lông rất là xinh luôn ạ. 449k nha, ưng ý 449 nữa các tình yêu ơi. 449k, ưng ý đặt hàng nhanh tay comment pha 449 màu sắc kèm số điện thoại để lấy đơn hàng thành công ạ. Pha 449 màu sắc kèm số điện thoại giùm em nha. Áo em đang mặc giá 449k nha các chị yêu nhá. Dạ, chuyển khoản trước có ok luôn ạ. Đó, đẹp cực kỳ nhá. Đây là màu đỏ, chị yêu là ưng màu đỏ, cốt luôn màu đỏ cho em nào để em qua màu khác nhá. Nhà em thì có rất là nhiều màu. Mẫu này nhà em có rất là nhiều màu các chị yêu nha. Mẫu này thì mặc siêu ấm luôn này. Mẫu này mặc siêu ấm luôn, bao mọi okay. thời tiết luôn nhá. Bạn Bạc Hương lấy màu gì cho shop xin lại nhá. Bạn lấy màu gì nhá? Pháo lông được, pháo lông được. Comment lại cho em màu nhá. Màu sắc và số điện thoại giùm em nha. Nhớ là phải có màu sắc và số điện thoại để em lên đơn hàng thành công và không không bị nhầm lẫn giữa đơn hàng của các chị nhá. Có màu hồng phấn nhạt không? Có chị yêu ơi, màu hồng phấn nhạt có nhá. Đây chị nha, màu hồng phấn nhạt đây chị yêu nhá. Đây là màu hồng phấn nhạt này. Nhà em có rất là nhiều màu luôn. Cái phao này các chị yêu quá đẹp luôn đấy ạ. Quá đẹp, siêu phẩm bên em luôn này. Đẹp từng đẹp, cái mẫu này phao đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn. Các chị được bao bao các chị kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng luôn nhá. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Shop cho các chị kiểm tra thì các chị cứ kiểm tra thoải mái cho em luôn. Ưng ý các chị nhận hàng cho em. Bơm 49 nha. Có những màu gì vậy? Màu gì nhà em cũng có. Rất nhiều mọi người ơi, mọi người đợi một chút nha. Màu em đang mặc đây là màu đỏ nhá. Màu này là màu hồng nhạt này. Nhà em có màu này là màu kem nhá. Màu be nhá. Màu hồng đậm này. Màu vàng và màu đen các chị nhá. Màu vàng và màu đen đó. Các chị muốn em mặc lên giá màu gì comment màu lên giúp em. Muốn em mặc lên giá màu gì comment màu giúp em. 449.000 ok được rồi, nhà mình sẽ lên hết tất cả các màu nên là mọi người chờ đợi một chút nha mọi người ơi. Chỉ trên live, duy nhất trên live ngày hôm nay với bạn mẫu mới nhà em ngày hôm nay thì mới có cái giá là 449k. 449k thôi các tình yêu ơi. Nào mọi người ơi, mọi người quá là bất ngờ đúng không ạ? 449k. Ok Trần Anh một chiếc màu hồng nhạt, ok tình yêu nha. Xuân Trang lấy màu be cho nhà mình số điện thoại tình yêu ơi. Ok rồi, mẫu sẽ qua màu đen các tình yêu nhá. Mẫu sẽ qua màu đen mà mọi người ơi, nhớ giúp em là bên em cho mọi người kiểm tra hàng thoải mái thôi. Kiểm tra hàng thoải mái với nhận hàng nhá. Bởi vì quá là tự tin về chất lượng rồi, quá là tự tin về chất lượng bên em rồi ạ. Đấy. Ok được rồi, màu đen này các tình yêu chốt màu nào thì cho em số điện thoại nha. Cái này là full size mọi người ơi, cái này là full size, bạn nào cao thì mặc thoải mái nhá, mặc dễ lắm luôn ạ. Em cao 1m63, em mặc lên giá mẫu này thoải mái luôn nha các chị yêu nhạc. Em cao 1m63 là 45kg ạ. Đó, mẫu này nhà em thì các chị yêu quá là đẹp luôn này. Nhà em bán hàng thì luôn đặt cái chất lượng và cái sự uy tín lên hàng đầu. Bán hàng là lâu dài cho các chị yêu luôn. Nên là các chị mua hàng bên em một lần rồi thì biết nhà em hàng quá đẹp luôn ạ. Có hàng màu hồng nhạt nha chị ơi. Okay. Đây là màu đen các chị nhá. Màu đen này thì cực kỳ là sang chảnh này. Màu đen rất là sang chảnh và chị làm một người nó mập mập một xíu ấy. Lựa chọn cho em màu đen. Lựa chọn cho em màu 185k. Áo nào? Áo len 185k. Áo len à? Áo len em đang mặc nhá. Chị là thích áo len em đang mặc không ạ? À? Áo len nhà em đang mặc 185.000 thôi ạ. À. 185k nha. Đây là màu đen này. Khóa là 100% là khóa đồng các chị yêu nhá. Khóa 100% là khóa đồng. Có mũ nhà, mũ lông, giá mũ rất là đẹp. Mũ này các chị yêu mặc đi xa ba, mặc đi chơi cho em thì thoải mái cực kỳ bao mọi thời tiết luôn nhá. Đây là màu đen này các chị này. Đây là màu đen nha. Em nhầm mẫu nha các chị em nhá. 70kg vừa không? 70kg mẫu này chị cao 1m bao nhiêu chị ơi? Để lại chung cả chiều cao giúp em nào. Đó áo len của em này 185. Áo len 185 màu trắng cao cổ nha. Đi mà rất là xinh. Đây là hàng loại 1 theo nha mọi người nha. Ok được rồi, Quỳnh Thư ghi lại cho em nhá. Màu sắc kèm số điện thoại giùm em nha. Phao 449 màu sắc kèm số điện thoại giùm em ạ. À. Đây là màu đen này. Đây là màu đen bên em nha các chị yêu nhá. 449 màu sắc lên hồng đậm đi chị ơi. Okay, lát em lên hồng đậm. Hôm nay em sẽ cố gắng lên tất cả nha. Lên tất cả các màu luôn ạ. À. Là các chị đẩy view lên cho em nha. Đừng quên chia sẻ like cho em nha. Ủng hộ em bằng cách chia sẻ like đẩy view lên cho em. Đạt hạ mốc 260 người xem thì em lại tiếp tục tặng quà nha. Đạt mốc 260 người xem thì em lại tiếp tục tặng quà các chị yêu ạ. À. Áo phao màu đen nha. Áo phao màu đen đây ạ. Đó, xinh cực kỳ luôn. Mẫu này thì quá là đẹp luôn này. Chị nào mà người mập mập một xíu thì lựa chọn cho em màu đen là mặc nó rất là gọn. Màu đen mặc nó rất là gọn, không hề sợ già đâu nha. Cái mẫu này màu đen các chị không hề là sợ già một tí nào luôn ạ. Tại vì là cái dáng này này, cái dáng áo nó như thế này nó rất là trẻ trung. Rất là trẻ trung. Mẫu này các chị có thể là mặc với lại quần mặc với quần jean cho em được nhá. Mặc với quần jean đây với lại giày thể thao kết hợp với lại chân váy hoặc là áo len body nhầm váy len body thì cực kỳ là đẹp ạ. Có này có màu gì nữa, mẫu này nhà em đủ màu chị nhá. Mẫu này nhà em đủ màu, màu đen, màu đỏ đô này, màu kem, màu be, màu vàng và màu hồng nhạt nhá chị nhá.
rất là nhiều màu nhé, em đủ màu hết, cho nên mọi người chỉ việc comment giúp em là màu kèm điện thoại thôi. 449k giúp em có tình yêu ơi, 449 nha. Chưa ở đâu bán giá này luôn nha các chị nha. Mẫu này form nhà em siêu đẹp siêu rẻ, bao chất lượng bao giá cả cho các chị yêu luôn. Bao chất lượng bao giá cả cho các chị yêu luôn nha. Không đẹp thì các chị nhận hàng, không đẹp thì các chị yêu trả lại hàng ông thoải mái nhá. Kiểm tra hàng thoải mái cho máy nước là mua sắm cho em màu đen này. Nhanh tay đặt hàng giùm em màu đen đi ạ. Nhanh tay đặt hàng giùm em màu đen nha. Để em lên đơn hàng luôn ạ. Bao nhiêu đâu ạ? 449k các chị yêu nhá. 449k mẫu em đang mặc. Nào các chị yêu comment lên giúp em màu sắc kèm với lại số điện thoại giùm em. 449 pha 449 màu sắc kèm số điện thoại giùm em nha. Giá này quá. Giá cái mũ này rất là xinh. Mũ này dáng mũ rất là xinh nhá. Mũ này là trùm qua mông này, em cao 1m63, mũ này trùm qua mông. Bên trong trần bông nha. Bên trong nó trùm đông. Bên trong nó trùm đông này. Nặng 58 cân 1m64 vừa thoải mái luôn Thúy Loan ơi, mặc đẹp luôn bạn ơi. Mặc thoải mái. 1m657 cân vừa nha mọi người ơi. Form rộng các chị nhá. Mũ này là form rộng này. Đấy trên chất liệu này các chị yêu này, quá là đẹp và quá là dày dặn luôn. Mặc cực kỳ là ấm luôn nhá các chị nhá. Mặc rất là ấm. Ok, tí nữa nha mình sẽ lên màu vàng nha. Rồi ok nha. Cho chị Đình Nguyễn màu đỏ 449 nhá chị yêu nhá. 449. Đấy 449 chị comment 149. 449k nhá các chị yêu nha. Comment lại giùm em là 449 nhá. 449 kèm số điện thoại giùm em. 449 các chị yêu nha. 60kg bon chen thoải mái cho em. Cái mẫu này các chị thoải mái bon chen từ 40kg cho đến 60kg. Thoải mái vừa nhá. Từ 40 đến 60kg các chị yêu nha. Đẹp cực kỳ. Hoàng Thúy Loan lấy điên cho nhà mình số điện thoại các tình yêu ơi, kèm số điện thoại giúp. Rồi, em ạ. Ok em ạ. Khánh Linh ơi. Khánh Linh ơi, bạn cho mình chiều cao cân nặng để bên mình tư vấn nha. Nguyễn Thị Trang cho mình chiều cao cân nặng để bên mình tư vấn nha. Bạc Hương ơi, tí nữa nhà mình sẽ lên nha. Tí nữa nhà mình sẽ lên tất cả các mẫu phao, cho còn rất là nhiều mẫu. Bong bóng xà phòng ơi, hiện tại mẫu nhà mình đang có với giá là 449k các tình yêu nhá. 449k giúp em, mọi người comment giúp em là áo phao 4. Ok, Bình Nguyễn màu đỏ độ 449 các tình yêu ơi, 449 chứ không là 149 giúp em nhá. 449k giúp em nè. Chết rồi, nhỡ miệng một phát là các chị comment 449k các chị yêu nha. 449k. Mọi người ơi, cái áo này hiện tại trên thị trường đang có cái giá đó là trên 500.000, rẻ nhất cũng phải là 520.000 mọi người ạ, chứ không bao giờ có cái giá là 449k đâu. Hoàng Thúy Loan bạn lấy màu gì ạ? Cho nhà mình ok Hoàng Thúy Loan nha. Hoàng Thúy Loan số điện thoại đúng không? Các chị yêu nhá, màu vàng này. Mai anh lấy màu hồng nhạt cho nhà mình xin số điện thoại nha. Đó đúng rồi, cho em số điện thoại, nhớ là quan trọng nhất là số điện thoại giùm em nha. Quan trọng nhất là số điện thoại cho em. Đây là màu vàng này, nổi bật luôn nha các chị ạ nha. Màu gam vàng, gam màu vàng mù tạt thì mặc nó rất là nổi bật luôn ạ. Gam màu vàng mù tạt mặc bao nổi bật cho các chị yêu luôn nhá. Siêu ấm. 40 cân 1m58 mặc được tình yêu ơi, mặc được nhé. Em đã bảo mọi người yên tâm là ok Bình Nguyễn. Bạn Bình Nguyễn này không phải là 449 mà là 449 các tình yêu nha, 449k nha. Thôi nói nhầm giá. Thôi được rồi, mình sẽ không chốt đơn nữa, các tình yêu comment đúng nha. Áo phao 449 kèm màu kèm số điện thoại nha. Áo phao 449 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nhé các tình yêu nhé. Rồi mọi người tiếp tục chia sẻ like và đẩy lên view giúp em nha. Chị đứng gần em xem phao, ok được rồi, mẫu sẽ đứng gần cho mọi người xem. Em đứng gần hơn một chút, các chị quan sát cho em cái chất liệu vải phao, cái mẫu này quá đẹp luôn ạ. Quá đẹp luôn, đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn nha các chị yêu nhá. Đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn ạ. Mẫu này là nhà em đang xả bán không lợi nhuận cho các chị yêu luôn. Xả bán không lợi nhuận thì mới có giá là 449.000 nhá. 449.000 ạ. Đẹp cực kỳ, nhanh tay đặt hàng giúp em làm bộ 449 kèm màu sắc kèm số điện thoại giùm em. 449 màu sắc kèm số điện thoại giùm em nào. Ok Ngân Sinh nha, 449 kèm màu đỏ, ok tình yêu nha. Ok Hương yêu nha, ok tình yêu nha. Rồi, mọi người tiếp tục comment đi ạ. Mọi người tiếp tục comment, mọi đây người thật sự là để em mà lên giá một chưa bao giờ, comment. Chưa một lần nào có cái giá này luôn ạ. À. Áo trắng, mọi người ơi, áo len trắng mẫu ngọc là áo len chất vải rất là mềm. Và hiện tại nhà em đang bán với cái giá đó là chỉ có 185k thôi các tình yêu ơi. Chỉ có 185k. 1m53 mặc dài đến đầu, 1m53 mặc qua mông tình yêu nhá, 1m53 mặc qua mông nha. Có áo dạ nha. Ok Ngọc Anh Dương lấy màu hồng đậm cho nhà mình xin số điện thoại tình yêu nhá. Lấy màu hồng đậm cho nhà mình xin số điện thoại. Mọi người comment giúp em là phao 449 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha. Thật sự là chưa bao giờ, chưa một lần nào có cái giá này luôn cả nhà. Cho nên là mọi người đừng đắn đo mà hãy comment và đặt hàng ngay buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Ngay cái buổi trưa ngày hôm nay và chỉ trong 1 đến 2 ngày là mọi người đã có áo khoác ấm để mặc rồi, không cần phải đắn đo là trời lạnh nữa nhá. Đúng rồi ạ, 449k trong livestream ngày hôm nay nha. Nên là các chị yêu nào ưng ý là đặt hàng giùm em luôn nhá. Chúng anh có thấy nhá. Đặt hàng luôn giùm em, 449 màu sắc kèm điện thoại giùm em. Đây là màu hồng nhá. Đâu ok, mẫu sẽ đi về xa cho mọi người nha. Đây nha các chị yêu nhá, đây là giá xa này. Đây cực kỳ luôn nha các chị yêu nhà, màu hồng đậm 449k. Comment màu sắc kèm điện thoại giùm em. Cứ đi xa đi gần thôi.
cần thôi ạ. À. Ok được. Mỗi rồi. Đây là bao chun này, bao chun ở phần ống tay này đây là. Thảo My ơi, nhà mình không bớt đâu mọi người ạ. Mọi người đừng có đắn đo hỏi nhà em có bớt không, thật sự là bây giờ mọi người mua một cái áo 520 mà bây giờ nhà em bán 449k là liệu nhà mọi người đã ưng ý chưa ạ? Đây là mọi người comment thật nhanh nhá. Comment thật nhanh vào. Đúng rồi ạ. À. Đèn chói màu lên không ạ? À mọi người ơi, yên tâm là màu bên ngoài rất là đẹp nên là đèn đèn nó nhà em là đang cố gắng hãy để ánh sáng cho mọi người xem cho đỡ xem nào. Chói quá. Mọi người xem màu nó cái gì? Rõ chưa nhở? Các chị nhìn thì rõ hơn chưa ạ? Đây đây đây, đây màu nè, bên ngoài màu đó. Rất là đẹp luôn mọi người. Yên tâm mà nhận được hàng nhà em chỉ có ưng ý thôi. Bởi vì mọi người làm sao được xem hàng ạ à. Mọi người được xem hàng nhớ giúp em nhé. Shop ở Thái Nguyên tình yêu ơi, shop em ở Thái Nguyên nhé. Và nhà em ship tỉnh đồng giá 35k. Và chỉ trong 1-2 ngày là mọi người nhận được hàng rồi. Trong vòng 1-2 ngày. Ok, Phạm Ngọc Lan lấy màu sữa cho nhà em số điện thoại tình yêu nhé. Phạm Ngọc Lan lấy màu, mọi người nhớ lấy giúp em là phải có số điện thoại. Thì bên em mới chốt hàng được cơ. Màu sắc số điện thoại giùm em nào. Nhanh tay comment lại giùm em nhá. Còn mẫu nào được không? Ok, Phạm Ngọc Lan nhận được rồi. Qua lại màu gì nhỉ? Màu be nhẫn đi tách màu be. Chỉ lan. Không còn nhiều mẫu cơ lan. Vành lớp trong em xem ok chị được yêu luôn ạ. À. Cái mẫu này thì quá là đẹp Đỗ luôn rồi. Đỗ Thị Hương quá ơi. Quá là đẹp luôn rồi nha các 449k nha. Đây cái lớp bên trong này. Ngoài ra là các chị còn được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nữa ạ. Ngoài ra là được kiểm tra thoải mái trước khi nhận nữa nhá. Nên là các chị yêu cực kỳ là yên tâm về chất lượng hàng hóa của mẫu này luôn, cực kỳ là yên tâm luôn ạ. Bên em thì phải cái mẫu hàng nó phải cực kỳ là đẹp nhá. Nhà ơi, chỉ có đặt hàng trên like thì bên mình mới để cái giá này thôi mọi người nhá. Chỉ có đặt hàng trên like thì mới có cái giá này thôi. Này. Đó là khi mà mọi người tương tác cùng với nhà em nhá. Mọi người chia sẻ like và tương tác cùng mà em nhá. Ok mọi người đợi một nhà em một chút tí nữa nhà em sẽ lên hết tất cả các mẫu cho mọi người xem nha. Đây, lên sóng màu be nha, màu be nha. Cái này nó hơi phớt hồng một tí thôi nhiều nhá. Cái này giá mũ rất là đẹp này các chị này, giá mũ thì siêu xinh luôn. Đây bạn mẫu nhà mình đang cao 1m65 tình yêu ạ. Bạn mẫu nhà mình cao 1m65 cho nên là 1m68 không bao giờ sợ bị ngắn luôn ạ. Đây. Đây nha các tình yêu ơi, rồi ai đặt cái mẫu này để comment giúp em là 449 nha, be nha. 449 be nha. Mẫu này lót trần bông bên trong thì các chị mặc cực kỳ xinh luôn nhá. Mặc cực kỳ xinh luôn này. 449 màu sắc kèm số điện thoại giùm em. Nhà Yến em My có ơi. Màu be nhá. Ok, nhà mình ok chi thân thiện chốt một phao 449 màu đen nha. Yến My ơi, nhà mình ship tỉnh đồng giá là 35k với địa thời gian là chỉ có từ với thời gian là chỉ có từ 1 đến 2 ngày là nhận được nha. Mọi người comment giúp em áo phao là 449k. Hồng Thái ơi, áo phao chỉ có giá là 449k và duy nhất trên live ngày hôm nay nha. Ngọc Ánh đặt cho em chưa? À ok, chốt cho Ngọc Ánh rồi nha. Chốt Ngọc Ánh một phao màu hồng rồi nha. Các chị cứ yên tâm, cứ để lại số điện thoại là sẽ có hàng nha. Để lại số điện thoại cho em là chắc chắn sẽ có hàng. Bên em sẽ có đội ngũ nhân viên ngồi soát lại tất cả comment của các chị nên là bên em comment trôi rất là nhiều nên là em sẽ không đọc được hết. Các chị phải cố gắng thông cảm cho em nhá. Cứ để lại số điện thoại cho em là chắc chắn có hàng ạ. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Chỗ nào Thái Nguyên vậy chị? Dạ em ở trường số 61 cổ phụ Đại học Sư phạm nhá. Số 61 đường Lê Quý Đôn ạ. Áo len chị mặc à? Dạ áo len em đang mặc, hiện tại nhà em đang bán với giá là 185.000 nhá. 185.000. Nhà em có màu trắng, màu trắng và màu đen. Mẫu đấy nhà em có màu trắng và màu đen thì chất liệu thì mẫu đấy rất là áo khoác kaki có chị ơi, áo khoác kaki có nha. Mẫu có mấy màu? Mẫu này nhà em có màu hồng đậm này. Mẫu này nhà em có màu kem, em đang mặc 58 cân mặc size L nhá tình yêu Phạm Trúc Tiên nhá. 58 cân mặc size L gì nhá. Màu đỏ và màu đen, cái màu đỏ này siêu đẹp luôn nhà. Cái màu đỏ này nhìn mặc cực kỳ nổi. Màu đỏ này mặc cực kỳ nổi luôn này chị ạ. Ơ màu đỏ nó có liền cho em màu đỏ luôn nhá. Và cái mẫu này mặc rất là dễ phối đồ. Cái màu này rất là cái màu trắng kia đây màu này này. Màu này chưa có đúng không? Màu này cái đấy là màu ấy mà. À chưa. À, mẫu đây. Khác à? Đây. Mọi người comment giúp em màu này là có màu nào có mẫu. Ôi Hồng Thái ơi, ngay sau khi kết thúc mẫu này nhà em sẽ nghiên ngay mẫu giúp em. Mọi người đợi em một chút nha. 40 cân 58 cân vừa. Phạm Ngọc Ánh ơi, em yên tâm nhá. 1m58 vừa thoải mái luôn em ạ. Em mặc đẹp luôn như bạn mẫu nhà chị luôn em nhá. Quá xinh luôn các chị yêu ạ. Ừ, ok Phạm Trúc Tiên, mọi người ơi comment một lần giúp em nhé. Kiểm tra hàng không? Ôi kiểm tra hàng thoải mái luôn mọi người ơi. Riêng nhà em quá tự tin về chất lượng người ạ. Ở màu đỏ nhá. Ok chốt cho Phạm Trúc Tiên một màu đỏ này. Mọi người tiếp tục comment giúp em thật sự là nào ai đã biết có phao khuy sừng tình yêu ạ. Nào ai đã biết về cái mẫu này thì nghe cái giá này đã giật mình rồi. Bởi vì sao? Tất cả toàn quốc đang bán con này với cái giá là 520.000 vậy mà tại sao nhà em lại bán với cái giá là 449k thôi ạ? Quá là rẻ đúng không ạ? Ôi nhà em bán chui bán chạy bán 449 cho các tình yêu nào yêu thương may mắn lên xem like ngày hôm nay nha. Có set váy đi chơi không? Có nha. Mộc Yến ơi 449k nha. Tí nữa nha mình sẽ lên kaki sau, mọi người đợi em một chút nhá. Mặc mẫu lại là màu kem nhá. Ok từ rồi, mẫu sẽ mặc lại màu đỏ cho mọi người xem nha. Tí đó, nữa lại okay, đây được rồi. Nha. Đó, màu đỏ lắm nữa em sẽ mặc lại. Đây là màu kem này, ngắm một lần nữa giúp em màu. Nó hơi có trắng trắng một tí, bạn nào mà thích màu sáng ấy.
Em cao 1m63 và là 45kg. Cái mẫu này em bao các chị yêu khoảng từ 60kg đến 40kg. Bon chen thoải mái cho em. Từ 60kg đến 49kg nhẹ ký nha. Không bao giờ lo bị chật đâu ạ. Không bao giờ lo bị chật dáng dài nhá. Mẫu này dáng dài mặc lên dáng cực kỳ là đẹp. Đó, mẫu này thì mặc bất chấp mọi thời tiết luôn. Bất chấp mọi thời tiết đi ngoài đường, mẫu này thì các chị khỏi phải lo. Nó rất là kín gió nhá, rất là kín gió, có một lớp khóa bên trong và một lớp ở bên ngoài này, nên là khi các chị mặc đi ngoài đường rất là kín gió. Dạ, áo siêu đẹp luôn ạ. Áo đẹp là phải quất luôn một chiếc các chị ơi, với giá cực kỳ là rẻ, 449.000 nha. 449.000, đúng rồi, các chị có thể là có thể là tag bạn bè người thân vào đây giùm em, tag bạn bè người thân vào để có thể là cùng nhau mua sắm cái bộ này rất là xinh. Cái bộ này là các chị có thể là mặc đôi được nhá. Mặc đôi khác màu cho em mà quá là ok luôn ạ. Áo len bên trong nhà em đang bán với giá là 185k. 185k có màu đen và màu trắng nha. Màu đen và màu trắng ạ. Ok, được nhá chị yêu nhá. Đổi màu đỏ qua đổi màu đen qua màu đỏ được không ạ? Được chị yêu nha. Chị đổi màu đỏ qua màu đen thì comment lại giùm em luôn nhá. Đổi cho chị Hoàng Thúy Loan từ màu đen sang màu đỏ nhá. Hoàng Thúy Loan, chị Thu Huân lên phao túi hộp sáng mới. Rồi ok các chị yêu, ngày hôm nay thì em sẽ cố gắng lên nhiều phao nhất có thể để các chị có thể là tìm kiếm và lựa chọn được những sản phẩm ưng ý nhất nha. Rồi ok, em mặc lên giá màu đỏ luôn nhá. Mặc lên giá màu đỏ nha. Ok, dạ vâng ạ. Lát nữa em sẽ lên mao khuy sừng nhá. Mẫu này nhà em đang bán với giá là 449.000. Các chị yêu này, các chị yêu chia sẻ nhiệt tình lên giúp em được không ạ? Chia sẻ lên giúp em bao giờ đặt mốc là 260 người thì em lại tiếp tục tặng quà nha. Tặng quà mẫu mũ em đang đội trên ngựa đầu đấy ạ. Mũ em đang đội trên đầu này đẹp cực kỳ luôn nhá. Dạ áo này free size chị yêu ơi, free size từ 40 cho đến 60kg là bon chen thoải mái cho em. Các chị không sợ bị chật đâu. Cái đây là màu đỏ này. Màu đỏ em đứng xa cái đấy. Đây là màu đỏ đấy nhá. Màu ở ngoài là mặc lên màu lên như thế này nhá. Màu ở ngoài mặc lên màu như thế này luôn ạ. Size cho người 58kg, cao 1m64 đỏ chị nha. Ok, chị để lại cho em chị Hoàng Thúy Lan là đổi đúng không ạ? Đổi đơn. Ok chị yêu nhá. Mẫu này 449k, nhanh tay comment 449 màu sắc kèm số điện thoại giùm em. 449 màu sắc kèm số điện thoại giùm em nào để em nhanh qua mẫu nha. Nhanh qua mẫu chị yêu luôn ạ. 449k em sẽ like mẫu này trong vòng 5 đến 10 phút nữa thôi. Từ 5 đến 10 phút chị nào ưng là phải chốt liền cho em nha. Từ 5 đến 10 phút chị nào ưng là chốt liền cho em đi ạ. Đó, đẹp cực kỳ luôn này. Rất là xinh, màu đỏ thì rất là xinh rồi ạ. Màu đỏ bao đẹp cho chị yêu luôn nha. Ưng thì chốt liền cho em mẫu này. Là phao 449 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Phao 449 kèm màu kèm số điện thoại giùm em nhá. Đây là màu đỏ các chị yêu nhá. 449k. Chị Nhung Bùi mà ưng mẫu này nhanh tay comment lại giùm em 5 phút nữa nhá. 5 phút nữa thì em sẽ qua mẫu các chị yêu luôn ạ. Đó, quá đẹp luôn này. Mẫu này siêu phẩm luôn. Siêu phẩm luôn và giá cực kỳ là yêu thương xả bàn với các chị yêu. Cho các chị yêu với giá là 449.000. 449k mẫu em đang mặc nhá. Nhanh tay comment cho em nào để em qua một màu nữa, một cái gam màu rất là hot bên em, một cái gam màu rất là hot và rất là dễ mặc nhá. Một gam màu rất là hot và rất là dễ mặc, màu này là màu be nhá chị nha, màu be này. Màu be nhá, giá 449 chị yêu ơi, giá 449 nhá. Có đầy đủ tất cả mẫu này, nhà em có màu vàng, nhà em có màu đen, nhà em có màu hồng đậm, hồng nhạt và màu màu này em đang mặc là màu be nữa nhá, màu đỏ nữa, đẹp lắm các chị ạ. Đó, quá đẹp quá xinh luôn, 449k. Tay đặt hàng giùm em 449 màu sắc kèm điện thoại giùm em. Cái giá nó quá là xinh luôn rồi. Cái mẫu này mặc cực kỳ là ấm nhá, mặc cực kỳ là ấm luôn đấy ạ. Nhà em mẫu này có màu em đang mặc là màu be này, màu em đang mặc là màu be nhá. Nhà em mẫu này có màu hồng đậm, màu hồng nhạt, màu vàng, màu đen và màu kem. Màu kem nhá chị nhá, màu kem này. Màu đen màu kem đi nhá các chị ơi nhá. Đây là màu kem. Đấy trời. Màu kem này, có màu kem, màu vàng. Đây là màu vàng nhá. Màu hồng nhạt và màu hồng đậm. Nhà em có cả màu đen nữa ạ. Nhanh tay comment này giùm em. Ok, màu trắng nha. Ok, cho chị yêu màu trắng chị Ngọc Canh Dương một chiếc màu trắng nhá. Nhanh tay đặt hàng giùm em nào. Ok, chị Hương Bi một chiếc màu hồng nữa ạ. Chị lấy màu hồng đậm đúng không chị ơi? Màu hồng đậm này đúng không ạ? Cho chị Hương Bi màu hồng đậm này nha. Đó, quá đẹp, quá xinh luôn. Nhanh tay đặt hàng giùm em. Màu sắc số điện thoại giùm em nha. Màu sắc kèm số điện thoại để em lên đơn hàng cho chị yêu luôn. Mọi người ơi, mọi người comment một lần thôi giúp em nhá. Comment một lần thôi giúp em, bởi vì mọi người comment hai lần nó thành lên đơn hai lần. Mọi người lại gửi thành gửi hai chiếc mất ạ. Ngọc Anh Dương ơi, mình chốt cho bạn rồi nhá. Chốt cho Ngọc Anh Dương rồi ạ. Mọi người ơi, tranh thủ mua đi. Ok, Nhung Bi màu hồng đậm này. Chốt cho Nhung Bi rồi nhá. Mọi người comment một lần nữa giúp em ạ. Linh Yến này, ok 449 màu kem, ok tình yêu nha, ok tình yêu. Mọi người comment một lần giúp em là được rồi ạ.
ưng mẫu nào là chốt liền mẫu đấy cho em nha. Ưng mẫu nào chốt liền mẫu đấy đẩy view lên cho em nào. Đẩy lượt view cao cao lên giúp em các chị nhá. Chia sẻ like giúp em. Mẫu mà mẫu đang mặc là mẫu mà mẫu đang mặc đang có giá là 449k các tình yêu ơi, 449k nha. Các chị có thể là tháo được cái lông này ra nhá. Tháo cái lông này ra cho em ok ạ. Màu đen đi, màu đen chân mấy đen, mặc màu đen nữa. Kệ đi. Nó không nổi lắm nhờ. Nào mọi người ơi, áo len mẫu đang mặc nhà em có hai màu này, đen và trắng, chất len theo cực kỳ nhá. Len tim theo mọi người ơi. Mẫu này đang hot cực kỳ và nhà em hôm nay sẽ sale off với cái giá đó là 185k thôi mọi người ạ. Mặc áo len cổ cao bên trong rất là đẹp luôn mọi người, phối chân váy kiểu gì được nhá. Cho em xem màu hồng ok, áo nặng không ạ? À? Áo phao à? Áo phao thật sự là áo phao thì nó nhẹ nhưng áo phao này rất là dày dặn cho nên là nó cũng khá là nặng mọi người ạ. Nó cũng khá là dày, nó rất là dày và cái chất liệu vải phao, cái chất liệu cái mẫu này nó rất nhẹ nhá. Mặc lên nó rất là nhẹ, nó không gây cảm giác nặng nề khó chịu với chị yêu đâu ạ. Màu hồng ok chị yêu, màu hồng đây nhá chị nhá. Đây là màu hồng này chị này. Đây là màu hồng nha, màu hồng cái màu ga màu hồng này thì quá xinh rồi. Cái ga màu hồng pastel này thì quá xinh rồi nha các chị yêu nhá. Màu hồng pastel quá xinh luôn. Các chị nào mà thích cái sự mà nhẹ nhàng ấy, mà nhẹ nhàng mà ngọt ngào thì lựa chọn cho em màu hồng đấy là quá là hợp lý rồi ạ. Đây nha, màu đen đây ạ. Màu đen này mặc lên màu đen 449k nhá. Còn mẫu đi ạ. Rồi ok các chị yêu nha. Các chị yêu đợi em một chút nữa ạ. Một chút nữa nha các chị yêu nhá. Tại vì em thấy các chị vẫn còn là quan tâm mẫu này nhiều quá. Bởi vì mẫu này quá đẹp mọi người. Mẫu này quá là đẹp quá rẻ luôn. Quá đẹp và quá rẻ luôn này các chị yêu này. Quá hot, quá đẹp và quá rẻ luôn nên là nhanh tay đặt hàng giùm em luôn đi ạ. Nhanh tay đặt hàng giùm em luôn. 449 màu sắc số điện thoại giùm em. Màu đen đi nha. Rất là xinh luôn. Túi hộp các chị nhá. Túi hộp là có khóa khóa hai lớp nhá, một lớp khóa kéo và một lớp khóa này nên là các chị đi ngoài đường mẫu thoải mái. Mẫu này mặc lệ đi chơi mà chỗ nào rét lạnh lạnh như kiểu Sapa, mẫu này mặc thoải mái cho em luôn. 449k nha, đặt hàng nhanh tay comment màu sắc số điện thoại giùm em. 449k ạ. Ok chị yêu nhá, đổi cho chị Linh Yến từ đỏ sang đen nha. Đấy đổi thoải mái, bên em chưa gửi hàng các chị đổi thoải mái được nha. Đấy các chị yêu, ơ mẫu này comment lên cho em đi ạ. Ok màu đỏ đô. Màu đỏ đô đây tình yêu ơi, màu đỏ đô đấy nhá, đẹp dã man luôn rồi. Đấy ạ, rất là đẹp, màu nào cũng rất là đẹp, quan trọng là các chị thích màu nào thôi. Quan trọng là các chị thích màu nào thôi nha. Tăng bạn bè người thân vào đây giúp em để cùng nhau mua sắm những mẫu hàng rất là xinh luôn. Chị là mua hàng bên em 1-2 lần rồi thì biết hàng bên em cam đoan với các chị yêu là quá đẹp luôn nha. Hàng quá đẹp, chất lượng okay, chuẩn như trên line luôn nha. Chất liệu chuẩn như trên line luôn ạ. Ok, cho chị Kim Phượng một chiếc màu đen nha. Cho chị Kim Phượng một chiếc màu đen ạ. Nhanh tay comment màu sắc số điện thoại giùm em nha các chị nhá. Màu sắc số điện thoại giùm em nha. Quá đẹp, quá xinh Nguyễn luôn. Nguyễn Thu Hiền ơi, shop ở cổng phụ chợ sinh viên sư phạm các tình yêu nhá. Shop ở cổng phụ chợ sinh viên sư phạm. Shop mẫu này nhà em số lượng có hạn các chị nhá. Số lượng có hạn nên là các chị cho nhanh xem tay hàng comment thoải mái cho luôn em. À, mọi người ơi. Comment nhanh tay comment đến cho em, số lượng có hạn tại vì đang bán với giá sale 449k nên là số lượng có hạn, nhanh tay đặt hàng giùm em nha. Nhanh tay đặt hàng giùm em để dinh được cái mẫu mà mình xinh nhất, tại vì là những cái màu như thế này số lượng có hạn. Nhanh tay comment cho em để em lên đơn đọc chốt cho chị luôn, không là những cái mẫu đấy, màu đấy mà các chị ok Trần Kim Phượng nha, đặt hàng muộn thì nó lại hết mất hàng thì nó rất là tiếc nhá. Gửi áo ấy ok chị nha. Chị Phan Ngọc Áo giá 35k từ 1 đến 2 ngày là nhận 35k. Ship tỉnh đồng giá 35k, ship code toàn quốc nha, ship toàn quốc ạ. 1-2 ngày là nhận được hàng, bên em ship cực kỳ nhanh luôn nha. Đó. Rồi ok chị Trung Anh, một chiếc màu đen 449k nha chị Trung Anh nhá. 449k thôi ạ, các chị không nghe nhầm đâu nha. Thôi em đang mặc 449k có đầy đủ tất cả rất là nhiều màu. Ở đâu đây? Đại đỏ. Rồi ok nhá, ship Hà Nội bao nhiêu ạ? Ship Hà Nội 35k nhá chị yêu nhá. Ship Hà Nội 35k. Ngay ngày mai là nhận. Dạ em có thấy chị bé ngốc nhá. Mẫu này em có thấy tất cả các chị yêu luôn ạ. Nhưng mà tại vì là comment trôi nhanh quá. Ok Linh Yến một áo len như mẫu mặc. Ok Linh Yến nha, ok tình yêu nha. Áo len em đang mặc là 185.000 nhá chị yêu nhá. 185k thôi ạ. Ôi 1m6 nặng vừa thoải mái nên Dương Dương ơi, bởi vì bạn cao cho nên là mặc được nhá bạn nhá. Bởi vì bạn cao mặc được nha. Rất là xinh luôn ạ. À. Nhanh tay đặt hàng giùm em nào các chị yêu nào. 449 màu sắc kèm số thoại, màu đỏ rất là đẹp này. Màu đỏ em nói chung là em thì em thích cái màu đỏ này lắm. Em thì em cực kỳ thích màu đỏ này luôn. Đó màu đỏ mặc lên nó nhìn nó tươi tắn. Nhìn nó tươi tắn lắm ạ. À. Cái màu đỏ này nó là cái gam màu đỏ cái màu đen chị nhé. Là... đừng nhầm màu ạ. Ok Trung Anh nha. Bên mình sẽ gọi điện lại chốt hàng trước nha. Áo 449k thôi bé ngốc ơi, quá là rẻ luôn. Thị trường đang bán con này ít nhất phải là 220.000 chứ không bao giờ có cái giá dưới 400 đâu, em nói thật với mọi người. Không bao giờ có cái giá dưới 400 chứ làm gì. 220.000. À 520.000 quên.
Ở đang thị trường đang bán cái con này ít nhất phải trên 520.000 chứ không ở có giá là dưới 400 đâu. Nói thật mọi người. Mọi người cứ đi tham khảo giá đi. Mọi người xem tất cả các nơi không bao giờ có cái giá này đâu mọi người. Yên tâm. Quá xinh luôn này, xinh lắm luôn ạ. À. Có phao dài không? Mẫu chị tìm phao dài đến đâu ạ? Phao dài đến đâu hả chị? Mẫu này là cái mẫu đính mông này, nhà em còn mẫu phao dài hơn nữa. Nhà em còn mẫu phao dài hơn nữa nhá. Đó, còn phao dài thì nhà em nhiều phao lắm, nhà em về hàng trăm mẫu phao cơ. Nhà em về hàng trăm mẫu phao cho các chị yêu thoải mái lựa chọn luôn ạ. Cho các chị thoải mái lựa chọn luôn nào. Nhanh tay đặt hàng giùm em giới thiệu qua màu một lần nữa nhá. Em giới thiệu qua màu một lần nữa để các chị mới vào coi like bên em có thể là ok nhưng ủa xin đây ạ. Em ơi mọi người ơi, mẫu sẽ qua mẫu nhanh cho nên là mọi người có đây, đi ơi, nếu mà mọi người muốn thì xem lại like giúp em nhá. Rồi ok các chị nha. Đấy, đây là màu hồng đậm này, cái mẫu nói chung là cái màu này mặc lên giá màu nào nó cũng rất là tôn da. Màu nào nó cũng rất là tôn da, lên dáng thì như nhau rồi tại vì nó cùng là một mẫu nha. Màu vàng, màu này là màu hồng nhạt nhá. Màu hồng nhạt này. Màu hồng đậm này. Nhà em có màu kem nha và nhà em mẫu này có màu be và màu đỏ em đang mặc trên người nữa ạ. 449k nha. Ok chị Linh Linh Thảo ship cho em một áo len bên trong nhé. Ok chị yêu nhá. Chị Linh Linh Thảo lấy màu trắng đúng không ạ? Áo len em đang mặc bên trong có màu đen và màu trắng chị nhá. Màu đen và màu trắng, áo này len cao cổ. Mặc chất liệu vải của nó thì đẹp thôi rồi luôn. Mẫu này người ta nói là đẹp, đẹp gọi là không còn từ nào để mà diễn tả nữa các chị ạ. Đẹp lắm, cái mẫu áo nói chung là cái mẫu áo len này cũng rất là đẹp. 158.000. Nào nhanh tay đặt hàng giúp em mẫu rút eo đi chị ơi. Ok chị yêu nha. Ok chị yêu ạ. Đợi em một lát để em qua mẫu cho các chị yêu nha. Nào qua một mẫu nữa đi nào hả? Đấy. Nào qua một mẫu nữa đi. Đâu phao dài đâu? Đây à? Màu đỏ đây à? Rồi ok em sẽ qua một mẫu phao nữa cho chị yêu nhà. Màu đen ebook nhé. Ok chị yêu chị Út Nguyễn nhá. Ok chị Bình, chị Bạch Dương một chiếc màu đen em đang mặc nhá. Rồi ok các chị yêu ạ. Em qua mẫu này kaki đi bạn ơi. Rồi ok các chị yêu nha. Đó, ngày hôm nay thì em sẽ cố gắng like tất cả những cái mẫu áo phao bên em luôn. Nên là các chị yêu cứ đợi em một lát. Đây là phao dài bên em này. Đó, quá xinh luôn. Phao dài màu đỏ nhá. Phao dài màu đỏ mẫu này rút eo nhá chị nhá. Mẫu này rút eo này. Mẫu này có màu gì? Mẫu này nhà em đang bán với giá là 339.000 nha. 399 à? 399k. Kaki đi bạn ơi. Rồi ok, lát em sẽ mặc kaki nha. Mẫu em đang mặc 399k nhá. Mẫu này nhà em có màu đỏ nha. Mẫu này nhà em có màu đỏ này. Đây nha, màu đỏ này. Đó, mẫu này có rút eo nhá. Rút eo để các chị có thể là thoải mái là mặc rút eo thì các chị có thể là thoải mái điều chỉnh cái độ rộng của mẫu áo này này. Thoải mái điều chỉnh cái độ rộng của mẫu áo này luôn nha. Cái chất liệu vải thì quá đẹp luôn rồi. Cái chất liệu vải thì quá đẹp luôn. Lót trần bông nhá. Lót trần bông ạ. 339k màu đỏ mũ lông này. Đó mũ lông này các chị, người ta nói cái mũ lông này. Nhìn đấy, các chị có nhìn thấy rõ không ạ? Cái mũ lông nó rất là mềm mịn nhá. Rất là mềm mịn luôn. Cái này tháo ra thoải mái cho em được. Không, các chị giặt là các chị tháo lông ra cho em. Hầu như là các chị giặt là các chị phải tháo lông ra thì nó sẽ bị yếu rồi hả ấy. Hai bên yếu rồi nào. Ở bên yếu đấy các chị sao? Chị ơi có phao màu vàng không ạ? Phao màu vàng có chị ơi, phao màu vàng nhà em mẫu phao màu vàng có rất là nhiều. Phao màu vàng thì có rất là nhiều nha. Chân váy bao nhiêu ạ? Chân váy em đang mặc chân váy này bao nhiêu nhỉ? Chân váy ra. Chân váy da em đang mặc 175k nha. Áo phao màu hồng bên phải chị bao nhiêu ạ? Áo phao màu hồng bên phải nhà em đang bán với giá là 449. Comment phao hồng nha. Phao hồng 449 kèm số điện thoại giùm em. Phao hồng 449 kèm số điện thoại giùm em nhá. Chú Hà ơi, lấy cho tao cái sạc iPhone nào. Lấy cho tao cái sạc điện thoại. Đi yếu rồi. Không, tí nó sạc nguồn bây giờ. Dạ được chị nhá, dạ được ạ. Nào chị yêu nào ưng mẫu áo phao dài không nhờ? Ưng mẫu áo phao dài người ta thì mẫu phao này mặc rất là ấm. Mẫu này mặc rất là ấm này. Không tối ạ. Ôi chết rồi. Cắm vào cái đấy không? Không không, mày kéo thì cái ổ điện nó để cắm. Ôi mọi người đợi em một chút nha. Đợi em một chút để em cắm cái sạc điện thoại nha. Cắm cái sạc điện thoại. Có bộ Adidas không ạ? Nhà mình có đồ bộ không? Mà sợ cái này bao nhiêu quá nhỉ? Đâu cái nào? Cái này là
xem áo phao 449k màu vàng tươi à? À, tươi đi chị dỗ, ok. Áo phao 449k là em vừa mặc, bây giờ em qua mẫu mới này, lát nữa còn thời gian thì em sẽ mặc lại mẫu đấy nhá. Lát nữa xong cái mẫu này thì em sẽ mặc lại mẫu đấy nhá. Dài hơn thế nữa đi em. Mẫu này chị cao 1m bao nhiêu chị ơi? Chị cao 1m bao nhiêu? Em cao 1m63 nhá. Em cao 1m63 này, mẫu này khá dài rồi. Mẫu này là khá dài rồi, nếu mà dài hơn một tí nữa thì nó hơi kén người đấy. Dài hơn một tí nữa là hơi kén người chị ạ. Đây là màu đỏ nhá. Em trên áo phao dưới mùa hè chị cũng phải ăn chơi như thế nha. Trên áo phao dưới mùa hè. Bốn mẫu này nhà em đang bán với giá là 399k này. Đó, 399k mẫu em đang mặc nha các chị nhá. Màu đỏ. Mẫu này nhà em có cả màu kem nha các chị nhá. Có quần kẻ ba vạch không chị? Quần kẻ ba vạch nhà em có, quần kẻ ba vạch nhà em có. Ebook cho em đi, ebook cho em đi ạ. Hôm nay thì em đang like áo phao, em đang like áo phao nên các chị tập trung chủ yếu cho em vào mẫu phao nhá. Đây là màu kem này, đây nhá, màu kem ạ. Và chất liệu bên trong lót trần bông thì nó rất là ấm, lót trần bông rất là ấm các chị nhá. 449k, ưng màu nào quất liền màu đấy cho em, màu đỏ hoặc màu kem. À mẫu này là 399, em xin lỗi nhá. Mẫu này là 399k nào, các chị chia sẻ like giúp em nào. Chia sẻ like để lượt view giúp em được không ạ? Áo này bao nhiêu? Áo này nhà em bán với giá là 399k này. 399.000 các chị yêu của em nhá, người ta nó siêu đẹp luôn. Mẫu này túi nhá, mẫu này có túi này. Mẫu này có túi hai bên thì túi siêu rộng luôn nha. Mẫu này túi siêu rộng luôn, các chị có thể để cả thế giới trong túi này được luôn nhá. Túi siêu rộng và siêu ấm luôn này. Phần bo chun nha, bo chun bản to. Bo chun bản to ở phần ống áo nhá. Bo chun bản to ở phần ống áo mặc rất là đẹp. Mặc cực kỳ đẹp, siêu luyện đẹp luôn ạ. 399.000, 399k, ưng ý đặt hàng 399 màu sắc số điện thoại giùm em. 399 màu sắc kèm số điện thoại giùm em nhá. Đây là cái mũ này. Đây là giá mũ này. Đó, người ta dáng mũ siêu đẹp luôn nhá các chị nhá. Dáng mũ này nó quá đẹp luôn này. Lông này nó như lông này sờ rất là thích, rất là mềm mịn nhá. Rất là mềm mịn luôn này. Đó, 339.000 thôi, quá đẹp quá xinh luôn. Quá đẹp và quá xinh luôn đấy ạ. Thế rồi rơi mũ rồi. Ok chị Dương, Dương một chiếc màu đỏ nha. Cho chị Dương, Dương một chiếc màu đỏ 399 nhá. 399 màu đỏ cho chị Dương, Dương nha. À, không có màu đen à chị, mẫu này có màu đen không hả nhỉ? Mẫu này có màu đen không ạ? Mẫu chị ơi, mẫu này nhà em có màu đen chị nhá. Mẫu này nhà em có màu đen, có màu gì mang lên cho tớ đi. Mẫu này nhà em có màu đen luôn nha. 399.000 thôi ạ. À, đẹp cực kỳ, cho em xem áo màu vàng bên dưới. Đây chị ơi, áo màu vàng bên dưới. Mẫu này 449 nhá. Mẫu này 449k này. Mẫu này 449k các chị nha, đẹp cực kỳ. Mẫu này thì em đã like ở phần đầu rồi đấy ạ. 449k. Ơ cái mẫu này thì comment 449 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. 449 kèm màu kèm số điện thoại giùm em ạ. Cho em xem áo phao béo màu vàng với ạ. Đây chị ơi, áo phao béo màu vàng đây ạ. Áo phao ngắn gọn hơn không ạ? Áo phao ngắn gọn hơn nhà em có, mẫu nào nhà em cũng có luôn. Nhà em về hàng trăm mẫu phao cơ mà, nên là mẫu nào nhà em cũng có luôn nha các chị nhá. Mẫu nào nhà em cũng có luôn. Ơ mẫu nào thì lát nữa để em giới thiệu các chị nha. Màu đen thì mẫu này. Đây là màu đỏ này, đây là màu đỏ các chị nhá. Không có lông, tất cả các mẫu đều kèm lông mọi người nhé, tất cả các mẫu đều kèm lông. Các chị nhận phao là các chị nhận cả kèm lông giùm em, kiểm tra hàng cho em nha. Kiểm tra hàng cho em có loại béo hơn không chị? Béo hơn là chị nào nhỏ, chị Nguyễn Hoa là béo hơn là dáng dài hay là dáng ngắn chị ơi? Cho xem với ạ. Dáng dài hay dáng ngắn ạ? Qua mẫu đi chị yêu, em vừa mới qua mẫu này xong mà chị, em vừa qua mẫu này xong này các chị này. 300 mẫu này nhà em đang bán với giá là 399k, mặc mới lên giá mẫu này màu kem nhá, màu kem đi ạ. Nào nhanh tay đặt hàng giùm em, mỗi mẫu thì em sẽ like trong vòng từ 10 phút thôi ạ. 10 phút thôi nhá các chị yêu nha. Đây màu kem này. Đó màu kem, like luôn đi ạ. Rồi ok, lát em sẽ like nha. À quên, nhầm ạ, dáng không béo. Dáng không béo nhà em thì dáng không, dáng nhà mình có dáng mẫu nào gọn không nhỉ? Dạ có nhá chị nhá. Em ở Thái Nguyên mà em vẫn mặc được váy ngắn nha. Thân nhiệt em cao chị ạ, thân nhiệt em cao. Áo phao đỏ bao nhiêu? Áo phao em đang mặc 399k nha. Áo phao em đang mặc 399k. Chị yêu nào ơi, mẫu này comment luôn màu sắc kèm số điện thoại giùm em. Màu sắc kèm số điện thoại giùm em này. Đó, đẹp quá đẹp luôn, mẫu này quá xinh luôn nha. Màu kem, mẫu này có túi nhá, có túi này.
mẫu này có túi nha các chị em nhá. Đây là màu kem nha, màu kem mẫu này 60kg cho đến 40kg bon chen thoải mái cho em ạ. Kaki mùa bao nhiêu? Ok, lát nữa em sẽ mặc 60kg mẫu này mặc được nhá. Phao 75kg có chị nha. Phao 75kg có nào, các chị quan tâm chủ yếu cho em vào mẫu em đang mặc nào. Quan tâm chủ yếu vào mẫu em đang mặc, ưng ý đặt hàng luôn cho em. Ưng ý đặt hàng luôn cho em màu sắc mà áo phao dáng phao dài 399 màu sắc kèm xuyến thoại giùm em ạ. 399k mẫu em đang mặc túi siêu rộng luôn nhá. Túi siêu rộng và đây là cái dáng, nó là dáng dài. Em cao 1m63 nha. Em cao 1m63 mặc mẫu này lên dáng thoải mái nhá. Có bo chun ở ống áo thì mẫu này mặc cực kỳ xinh. Mặc mẫu này thì bất chấp mọi thời tiết luôn rồi. Mẫu này bất chấp mọi thời tiết luôn rồi nha. Ok, chị Nguyễn Quý màu đen nhá. Cho chị màu đen 399 mẫu em đang mặc cho chị Nguyễn Quý này. Ok, chị Ngô Cảnh Dương màu trắng nha. Ok chị yêu ạ, dày dặn và đẹp miễn chê luôn các chị yêu nha. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Cho các chị yêu kiểm tra hàng thoải mái nha. Một lời cam kết giữa chúng em với lại các chị yêu là các chị đấy, các chị nhận hàng kiểm tra cho em thoải mái, đúng như những gì, đúng màu, đúng mẫu. Đúng màu cũng như các chị đặt ở trên like thì các chị nhận hàng giùm em. Đúng màu cho các chị. Đúng màu luôn nha. Đó, rất là xinh. Đây là màu kem này, đây là màu kem mũ lông nha. Đây là mũ lông này các chị tháo rời ra cho em được này. Đó, có mũ này là có khuy, các chị tháo rời ra cho em được. Tháo rời cho em thoải mái được nhá. 399.000 thôi ạ. 399k các chị yêu. Đợi em một lát em qua mẫu nhá. 399. Còn màu đen nhá. Mẫu này có màu đen, em mặc lên giá màu đen luôn nha. Em mặc lên giá mẫu này màu đen luôn ạ. Quá xinh luôn. Các chị yêu comment giúp em đi. Màu sắc kèm với lại 399 màu sắc kèm số điện thoại giúp em. Mẫu này nhà em có mũ là mẫu này mũ nhà em có lông nhá. Đây là cái, nếu mà cái mũ nó không có lông thì nó là cái giá như này. Các chị giặt thì các chị tháo lông lên cho em. Giặt thì các chị tháo lông lên cho em thì cái lông thì nó sẽ bền và nó sẽ đẹp hơn. Áo đỏ còn màu gì nữa không? Áo đỏ nhà em còn màu đen và màu kem nhá. Áo đỏ nhà em còn màu đen và màu kem chị ơi. Cho xem áo phao 75kg rồi. Ok, lát các chị yêu đợi em một lát nhá. Đợi em một lát các chị nha. Màu đen này, màu đen 399. Ơ, màu này comment 399 màu đen kèm xuyến thoại giùm em. 399 màu đen kèm xuyến thoại giùm em ạ. Đây là màu đen các chị nhá. Đây là màu đen này. Túi siêu rộng luôn. Túi siêu rộng luôn nha. Nạp đặt hàng giùm em luôn đi. 399 màu sắc kèm xuyến thoại giùm em nhá. Màu đen, màu đỏ và màu kem. Màu trắng, màu này là màu trắng ạ. Đây nha, màu trắng đây. Cái mũ lông thì nó quá đẹp, quá xinh rồi. Cái mũ lông quá đẹp, quá xinh với giá mũ này. Đây cái giá mũ đằng sau đây, không biết là các chị nhìn có rõ không. Màu đen thì nó hơi lóa một xíu. Màu đen thì hơi lóa một xíu chị ạ. Làm nhanh tay đặt hàng giùm em. Màu sắc kèm số điện thoại giùm em. 399 màu sắc kèm số điện thoại giùm em nha. Phao dài có size XL không? Mẫu này nhà em có free size. Các chị từ 63kg là vẫn bon chen thoải mái được cho em. Mẫu này 63kg bon chen thoải mái được cho em luôn nha. Bất chấp mọi thời tiết như mẫu này mà các chị mặc cái mùa này thì quá ok luôn rồi. Mặc cái mùa rét, kiểu rét đậm như này, khoảng là thời tiết ở đây khoảng tầm 10 độ mặc quá là ok luôn. 399.000 nha. Màu sắc sử dụng thoại giùm em. Mặc thử màu hồng đậm 499 ạ. Dạ vâng, ok chị nhá, màu hồng đậm 499 lát em mặc nhá. Lát em mặc chị nhá. Đây là màu đen này. Màu đen đây nhá, 400. Mẫu này là 399 nhá. Mẫu này là 399, còn mẫu kia là 449.000 nhá. Áo ngắn hơn đi ạ. Rồi ok, lát em sẽ like áo ngắn hơn nào. Chị nào đang quan tâm áo phao dài thì áo phao dài thì quan tâm cho em mẫu này nào, chia sẻ like nhiệt tình lên giúp em nào các chị yêu nào. Chia sẻ like nhiệt tình lên giúp em các chị nhá. Để lát nữa đây. Em vẫn chơi mini game đấy. Em vẫn tiếp tục chơi mini game, lúc nào mà đạt lượt view 260 người thì em lại tiếp tục tập mũ nhá. Có hai chị ngày may mắn ngày hôm nay đã chúng mini game bên em rồi đấy ạ. Bao nhiêu đấy ạ? Mẫu này nhà em đang bán với giá là 399k nhá. Có màu đỏ, màu đen và màu trắng sữa. Màu đỏ, màu đen và màu trắng sữa. Màu đỏ, màu đen và màu trắng sữa nha. Áo như bạn mặc người 74kg mặc có vừa không? Áo em mặc 74kg thì hơi chật chị ạ. Áo em mặc 74kg thì hơi chật rồi. Màu đen đây ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Ơ, mẫu này cốt liền cho em màu sắc kèm sữa thẳng giùm em. 399k. Nhanh tay comment lại giùm em nhá. Nhanh tay comment lại cho em đi ạ. Nào ơ, mẫu này thì cốt luôn cho em nào. Ơ, mẫu này cốt luôn cho em để lát em qua mẫu khác nha. Đâu nhờ chị nào bảo mặc hồng đậm ấy nhở. Đây chị ơi, hồng đậm đây, mặc thử lên dáng này màu hồng đậm này. Màu hồng đậm 449 nhá. Ôi 49 cái mẫu này nhà em. Sale rất là rẻ này. Áo dáng ngắn hơn đấy chị ơi. Áo dáng ngắn hơn đấy ạ, 449 màu hồng đậm này.
vào pin chưa nhở? Đây giá ngắn hơn đây ạ, à, màu hồng đậm đây, 449k nha, 449k mẫu này siêu đẹp rồi. Mẫu này bên em siêu đẹp rồi nhá. Có mẫu phao dài là mà dạ phao dài 74 kg. Mẫu này à? Cái này đúng không? Mẫu này đúng không? Chị ơi, chị có mẫu phao dài là mẫu em vừa mặc là 74 kg, mặc cho em size L. Mẫu đấy nha, em có size nha. Áo em đang mặc là 449.000. Có đen không ạ? Mẫu này nhà em có đen. Mẫu này nhà em có đen, có hồng, có vàng, có kem. Màu em đang mặc là màu hồng đậm, có cả màu đỏ nữa. Mẫu này nhà em có cả màu đỏ nữa nha. Đẹp quá đẹp luôn. Còn tối nhờ. Các chị nhìn rõ không? Có bị tối quá không ạ? Các chị nhìn rõ không? Comment lên cho em nào. Có áo phao dáng dài màu đậm không? Có chị ơi, có chị nha. Mẫu 449k này, các chị nào ưng mẫu này comment là 449 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. 449 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Đây là màu hồng đậm nhá. Đây là màu hồng đậm ạ. 449k mẫu em đang mặc xinh cực kỳ luôn. Mẫu này bao ấm luôn nhá. Mẫu này bao ấm luôn này. Mẫu này mặc rất là đẹp. Có chân váy len không em? Có chân váy len chị ơi. Nhà em có chân váy len chị Nguyễn Dung nhá. Chân váy len thì chị ebook cho em đi ạ. Ebook cho em hôm nay thì em sẽ giới thiệu phao. Hiện tại là đang rất là nhiều chị quan tâm phao nên là hẹn chị trong buổi live khác thì em sẽ giới thiệu chân váy len được không ạ? Trong buổi phao khác, trong buổi live khác thì em sẽ giới thiệu chân váy len nhá. Còn hôm nay thì em sẽ giới thiệu phao bên em đang sale với giá rất là rẻ, 449k mẫu em đang mặc nha. Ok chị Tâm tồi tệ. Ok chị Tâm nhá, cho chị Tâm một cái mẫu hồng đậm em đang mặc nha, 449 rất là xinh chị nhá. Chị nhầm số điện thoại đúng không ạ? Nhầm số điện thoại hay là nhầm gì vậy chị? Nhầm số điện thoại thì comment lại cho em số điện thoại đúng nha. Mẫu này nhà em có màu kem đây này. Mẫu em 449 có màu kem, 449 màu có màu hồng nhạt, 449 có màu vàng và 449 nhà em có cả màu đen nữa nhá. Mẫu này nhà em có cả màu đen rồi đấy ạ. Màu đen nữa nha. Đó, màu em đang mặc là màu hồng đậm. Màu em đang mặc là màu hồng đậm các chị nhá. Đâu rồi màu đen của em đâu rồi nhỉ? Em đang mặc bao nhiêu cân thì vừa, mẫu em đang mặc 63 cân trở lại. Mẫu em đang mặc 63 cân trở lại nha. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh cao 1m55 mặc dài đến đâu qua mông chị nhá. Cao 1m55 mặc dài qua mông ạ. Áo khoác cho mình một mẫu màu hồng đậm. Ok chị Sơn Sơn nhá, một mẫu màu hồng đậm 449k cho chị Sơn Sơn nhạt. Đây nhà em có màu vàng này, nhà em có màu này là màu hồng. Sơn Sơn. Mẫu này nhà em là màu hồng nhạt và mẫu này nhà em là màu kem. Các chị nhà nhanh tay đặt hàng giùm em ạ. Comment này giùm em cú pháp đó là màu sắc kèm size kèm màu sắc pha dáng dài à. Màu sắc kèm với lại 449 màu sắc. Số điện thoại giùm em chào chị Quỳnh Trang nha. Chào các chị yêu chia sẻ like giúp em đi. Chia sẻ like đi giúp em đi ạ. Chia sẻ like lên trang cá nhân với các hội nhóm để tương tác được tốt hơn mà không bị ẩn comment. Khiến chị comment nhá. Có màu đỏ không ạ? Có chị ơi. Mẫu này nhà em có màu đỏ nhá. Có màu đỏ và màu đen ạ. Đây nha, màu đỏ đô đây ạ. Size S bạn nhé. Ok chị yêu nha. Ok chị ạ. Mẫu này nhà em free size chị nhá. Mẫu này nhà em free size này. Ok chị Duy Tài Nguyễn 449 màu hồng đậm nha. Đây là màu hồng đậm này. À đây màu em đang mặc là màu hồng đậm. Đây là màu đỏ hoa bên trong mình nha các chị nhá. Mẫu này em bao đẹp các chị yêu luôn. Bao đẹp, bao chất lượng, bao giá cả luôn. Không đâu bán mẫu này với được nha mọi người nha. Được đổi hàng nha các tình yêu nhá. Được đổi, mọi người đổi trên like, mọi người đổi trên like. Nhà em chưa gửi hàng đi cho các chị đổi thoải mái nhá. Chưa gửi hàng đi trong buổi live ngày hôm nay các chị đổi thoải mái cho em. Ưng mẫu nào thì có thể là đổi cho em. Thích màu khác thì đổi cho em ok luôn nha. Rồi ok mà lên giá mẫu này màu đỏ đô nhá. Có rất là nhiều chị quan tâm màu đỏ đô nha. Mưa Lạnh ơi, hiện tại mẫu này nhà shop đang sale với giá là 449k thôi ạ. 449k một áo và chỉ trên like ngày hôm nay các tình yêu nhá. Mọi người nhanh tay đặt hàng giúp em nha, nhanh tay đặt hàng giúp em nha. Và nhà em ship tỉnh chỉ trong vòng 1-2 ngày là nhận được rồi mọi người ạ. Mọi người ơi, ship tỉnh 1-2 ngày là nhận được rồi, rất là nhanh. Cho nên là mọi người không phải sợ là đặt hàng online mà không kịp của áo khoác mà mặc đồ nha mọi người nhá. Ấy, ngày có khi ngày mai là mọi người đã nhận được hàng rồi ạ. Mới hôm nay đặt hàng ngày mai đã có rồi nha. Dáng dài đâu chị? Ok Lan Anh ơi, sau khi lên mẫu này có màu đen Mưa Lạnh ơi, comment ngay là màu đen nha. Đen 449k kèm số điện thoại nha. Có Nga Nguyễn ơi, mũ của shop đang bán với giá là 99k là mũ nồi hàng loại 1 tình yêu nhá. Là mũ nồi hàng loại 1 cả nhà nhá. Đây có rất là nhiều màu luôn các tình yêu ạ, rất là nhiều màu luôn mũ nồi của nhà em. Đồ gì em mặc trên người là bán hết các chị ạ. Đồ đây gì đây, em mặc trên người là bán hàng loại 1 có dây chỉnh mọi người 99k. Các tình yêu thích mua mũ thì mua mũ kèm mà kèm giúp em nhá. Mua mũ nha. Mua mũ kèm đội với rất là xinh này. Đó, kèm đồ rất là xinh. Đủ tất cả các màu luôn mọi người ạ. Mũ nhà em cũng đủ màu như nhiều đây nhiều như màu áo luôn. Mẫu này nhà em có cả màu đen nữa này. Mẫu 449k em đang mặc có cả màu đen nữa nhá. Lên áo vậy.
Chị An Họa à, 75kg là mẫu áo phao dáng dài là mặc được, phao dáng dài size L là mặc được nha. Phao dáng dài size L là 75kg là mặc được ạ. À, shop ở đâu ạ? Shop em ở Thái Nguyên chị ơi, shop em ở Thái Nguyên. Màu đỏ này. Đây là màu đỏ, mẫu này bao đẹp các chị yêu luôn này. 449k nha các chị yêu nha. 449k nhanh tay comment lại giùm em đi ạ. Trong buổi live ngày hôm nay hiện tại em đang giả sale với giá 449k. Nói thật với các chị quá rẻ luôn. Các chị không đi đâu tìm được một mẫu áo phao nào đẹp như thế này mà 449k đâu ạ. Mẫu này ngoài thị trường bán tầm 550-600 nha. 550-600 luôn đấy ạ. 550-600 có hung thôi, thậm chí bán tận là 650.000 cơ. Đó rất là đẹp. Đẹp cực kỳ, bao đẹp bao chất cho các chị yêu luôn. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng và trước khi thanh toán. Các chị yêu kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Hàng nhận hàng là đúng mẫu này, đúng mẫu, đúng màu và đúng kiểu dáng thì chị yêu nhận hàng cho em. Cao 1m50 lại 60kg mắc vừa sinh cho em mẫu này chị nhá. Chị ước màu nào chị comment 449 kèm màu giúp em đi ạ. 449 kèm màu kèm cho em số điện thoại. Ôi Trần Kim Phượng ơi, em ơi nhanh lắm, tầm 1-2 ngày là em nhận được rồi. Yên tâm, nhà chị rồi ship rồi cấp tốc luôn, không nhà nào bằng nhà chị luôn, ship rất là nhanh mọi người yên tâm nhá. Phao khác nhà em có rất là nhiều phao, nhà em phải hơn 100 mẫu phao cơ nha, hơn 100 mẫu phao luôn ạ. Có mẫu của Molo không có chị nhá. Màu này là màu đây chị ơi. Màu có màu nâu không? Có màu nâu chị ơi. Đây chị ơi, màu nâu đây ạ. Đây màu nâu này, đây là màu đỏ gạch. Mẫu này là màu đỏ gạch và đây là màu nâu chị nhá. Đó, mẫu này cái mũ này rất là đẹp, 99k thôi. Mũ rồi những cái mẫu hôm em đang mặc này. Mẫu này là 99.000 thôi. Ừ, cái mũ này thì comment là mũ lôi nhá. Mũ lôi màu sắc kèm điện thoại giùm em có màu kem, màu lâu nhạt, màu đỏ đô và màu em đang mặc là màu hồng. À, màu em đang đội lên là màu hồng nha. Áo này có dây rút eo không? Mẫu này nhà em không có dây rút eo nhá chị nhá. Có nhà em có mẫu có dây rút eo mọi người nhá. Mẫu dây okay, rút eo Nhung Nam nha. Đỏ đô với tình yêu nha mọi người, chốt nhanh lên nào, rất là rẻ luôn rồi đấy ạ. Đây là màu đỏ nhá. Nào ok, mặc lên màu vàng luôn nha, mặc lên màu vàng luôn ạ. Mặc lên màu vàng luôn nha, mẫu này các chị mặc thoải mái luôn. Mua một cái mẫu áo phao về mặc 235 luôn. Em nói thật với các chị luôn, mặc 235 mẫu này thoải mái luôn nha. Ship nhanh chị nha. Rồi ok chị yêu nha, ship nhanh luôn ạ. Nhà em thì ship cực kỳ là nhanh, nhanh như một cơn gió luôn. Nhanh nhanh tốc độ ánh sáng luôn các chị nhá. Các chị đặt hàng ngày hôm nay thì khoảng độ tầm 1 đến 2 hôm mà các chị nhận được hàng rồi, tùy mà xa gần chị nhá. Mũ lồi 99k, màu gì chị ơi? Chị Hương lấy màu gì nhỉ chị nhỉ? 80kg vừa không ạ? 80kg mẫu này thì không vừa rồi nha. 80kg mẫu này không vừa rồi ạ. Lát nữa em sẽ lên mẫu rút eo nhá. Ok chị Nhung, rồi ok em sẽ mặc lên giá mẫu này màu vàng nhá. Mẫu này mà các chị yêu mặc thoải mái cho em 2-3 mùa luôn, 2-3 mùa mặc cái kiểu dáng này nó rất là nhìn nó ok Hương màu nâu. Ok luôn chị ạ. Ok chị Hương nhá. Mẫu lồi màu nâu chị Hương ạ. Đây là màu vàng này, màu vàng mù tạt. Màu vàng mù tạt mặc cực kỳ là tôn da nhá. Đây nhá, đây là màu kem nhá. Đây là màu kem này. Mọi người mũ nồi đây là chất dạ nhá. Áo len chị mặc, ôi mọi người ơi, áo len mẫu mặc cực kỳ dày này mọi người. Chất lại còn mềm nữa chứ, tay theo mọi người nhá. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đây đây. À đây đây có theo. Ở tay nó còn có tim theo nữa mọi người nhá. Đây nhá. Trời đây ơi. Cho mọi người xem này. Đây ạ. Mọi người ơi, len đẹp như thế này mọi người ơi. 185k thôi mọi người ơi. 185k giúp em thôi ạ. Quá là rẻ luôn rồi. Lấy mẫu áo len comment là len 185 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Nhà em có hai màu là màu trắng và màu đen. Nhà em có hai màu là màu trắng và màu đen các chị nhá. Đây là màu vàng, màu vàng màu tạ. Đó, quá là lổi luôn. Màu này mà quá là lổi bật đây, luôn này các chị yêu này. Đội mũ nồi này là rất là hợp mọi người ơi. Đội mũ nồi rất là đẹp luôn rồi. Đấy, rất là xinh nha các chị yêu nha. Đó, xinh cực kỳ luôn, 449.000. Màu sắc kèm điện thoại giùm em ạ. Lên tim bộ 185k thôi tình yêu Ngọc Lan nha. Rồi mọi người lấy màu gì comment tiếp tục nhanh em nha. Nhanh tay comment lên cho em đi ạ. Nhanh tay comment lên cho em để em qua mẫu nhanh nha. Nhà em dáng á. Lát nữa sẽ lên một dáng. Áo chị mặc bao nhiêu cân vừa? 63kg trở lại. 63kg trở lại là bon chen vừa cho em cái áo phao này nha. 449k. Màu sắc số điện thoại giùm em. 449 màu sắc số điện thoại giùm em này. Màu vàng nhá, màu đỏ này. Nhà em có màu đen, nhà em có màu kem và nhà em có màu be nha, hồng đậm luôn nhá. Dạ có chứ, màu là nhà em cũng có. Mẫu này nhà em đầy đủ màu luôn. Màu nào cũng có, các chị thích màu nào nhà em chốt cho các chị màu đấy luôn. Màu be. Nhà em có màu be nhá, đợi em một lát nhá. Đợi em một lát để em cầm màu be các chị ngắm nha. Đây là màu be nhá chị nhá. Đây là màu be này, chất liệu vải phao quá là đẹp. Nhìn chất liệu vải nó rất là dày dặn và nó rất là nhẹ. Mẫu này nó cực kỳ là nhẹ, mặc lên người nó thoải mái, mặc như không mặc gì luôn. Mặc mà cảm giác nó rất là thoải mái luôn đấy ạ. Rất là nhẹ nhá các chị yêu nhá. Đây là màu be này chị này, đây là màu be nha. Ưng thì chốt màu be, 449 màu be kèm điện thoại giùm em. 449 màu be nhá. Đâu mẫu nào qua.
Bạn nào hỏi áo phao mà loại đẹp nhất của nhà mình đây nha. Nào các tình yêu chốt màu nào để comment lại giúp em nha. Nào tranh thủ 2 phút nữa. 2 phút nữa để chốt các chị yêu mẫu này nha. 2 phút nữa các chị yêu nhá. Áo chị mà cao một... Dạ có chị ơi. Có cao mông nha. 1m56 có đúng không? Cao 1m56 là màu qua mông nhá. Cao 1m56 là màu qua mông cho em hôm nay. Cao 1m56 màu qua mông thoải mái cho em luôn. Đấy, dáng cực kỳ là đẹp và rất là trẻ trung. Cái mẫu này các chị mặc với lại chân váy, mặc với lại áo len body này. Áo len body và mặc với lại cả quần jean cho em cũng cực kỳ là hợp lý luôn nha. Nhanh tay đặt hàng giùm em đi ạ. Nhanh tay đặt hàng giùm em để em qua mẫu các chị yêu nào. Đẹp quá, đẹp quá, xinh luôn, màu vàng nhá. 449k nha chị nhạ. 449k, nhanh tay đặt hàng giùm em nhá. 449 màu sắc kèm số điện thoại giùm em ạ. 449 màu sắc số điện thoại giùm em này. Màu vàng, gam màu vàng, màu tạp thì đẹp cực kỳ luôn rồi ạ. Mọi người ơi, dưới cái thời tiết là lạnh như thế này thì like áo phao cũng đúng quả thực là một điều thú vị mọi người ạ. Rất là một ấm siêu luôn. Siêu phẩm bên em luôn, mẫu này nó là siêu phẩm bên em rồi. Nó quá đẹp và quá rẻ luôn các chị yêu nha. Quá đẹp và quá rẻ, mẫu này hầu như là nhà em không có hàng để mà bán cơ. Không có hàng để mà bán cơ ạ. Nên là các chị nào ưng là phải chốt liền cho em đi. Chốt liền cho em mẫu này nha. 449 màu vàng, 449 màu đỏ, 449 màu đen, 449 màu be và 449 màu kem nhá. Nhà em có cả màu hồng đậm nữa. Đó, màu hồng đậm nữa. Các chị yêu nào ơi, mẫu này comment lên cho em nào. 449 kèm màu, kèm số điện thoại giùm em nhá. Mẫu này mà cực kỳ ấm, nó rất là dày, túi siêu rộng nhá, túi siêu rộng luôn. Mẫu này túi siêu rộng luôn này. 449k nha. Ơng ý comment là 449 kèm màu, kèm số điện thoại giùm em nào. 449 kèm màu, kèm số điện thoại giùm em nhá. Rồi các chị quan tâm mẫu nào các chị comment lên nào. Comment mẫu lên cho em nha. À, đây nha, tôi ok sẽ lên một tiếp một mẫu phao dáng dài bên em nhá. Lên tiếp một mẫu phao dáng dài. Cái mẫu này thì đẹp nhất nhà em rồi nha. Mẫu này đẹp nhất nhà em, các chị yêu quan sát cái mũ lông này. Cái mũ lông nhà nó như cái lông đuôi con chồn vậy. Nó rất là mềm mịn nha, rất là mềm mịn, rất là ấm luôn. Cái mẫu này thì các chị tháo mũ lông. Hầu hết là cái hàng lông này nhà em là có thiết kế để cho các chị tháo rời cái phần lông này ra được để có thể là. Mẫu này xeo hai con mọi người. Hôm nay nhà em chịu bao nhiêu nhiệt độ vậy? Chịu bao nhiêu nhiệt độ ạ? Dưới tuyết cho em cũng ok luôn chị nhá. Nào mọi người ơi, tiếp tục lên siêu phẩm này nhá. Lên siêu phẩm phao này giúp em, đem sẽ để gần mày quay cho mọi người nhìn nha. Mẫu phao này nhà em sẽ sale 2 con thôi ạ. Duy nhất 2 con thôi các tình yêu ơi. Duy nhất 2 con phao này nha, có rút eo này, phao dáng dài. Mọi người mặc đi chơi Sapa. Mưa gió tuyết thì không. Áo trắng chị đang mặc à? Áo len trắng mẫu đang mặc. Hôm nay sale với cái giá là 185k tình yêu nhá. Đảm bảo là chất đẹp cực kỳ luôn ạ. Riêng lỗ len này mọi người ra mua ngoài có khi hàng, có khi hàng bán 300 cũng có. Nhưng mà nhà em sẽ bán với giá là 185k tức tình yêu ạ. Trời ơi cái mẫu này giá quá đẹp này các chị yêu này. Rút eo nha. Rút eo mũ có lông hai màu, quá đẹp. Có hai màu nhà em sale hai con, hai sale hai con. 519k. 519 ra hai con nha. Chị nào ưng ý mẫu này nhanh tay đặt hàng giùm em. Sale đúng hai con thôi ạ. À, nhà em mẫu này chốt đúng hai con 519k. Đây đây đây. Ừ đây đây. Không mới được đâu. Cao quá thì sao mới được. Nhà em mẫu này có màu, mẫu này nhà em có hai màu, màu này là màu xám nhá, màu này là màu xám, màu xám chì, và nhà em có màu trắng sữa nữa, màu xám chì và màu trắng sữa. Mẫu này nhà em sale đúng hai con đấy các chị yêu này, dáng dài nhá, dáng bao dài bao đẹp các chị yêu luôn. Mẫu này thì mà có rút eo nhá, có rút eo, có rút eo và dáng túi hộp nhá. Mẫu này có khóa túi luôn này, có khóa bấm vào túi luôn ạ. 519.000, 519k nha các chị yêu nha. Cái mũ lông này quá đẹp luôn này. Có chị nào ngắm, em sẽ đội cái mũ này lên để các chị ngắm giá mũ cho em nha. Trời ơi quá xinh luôn này. Quá xinh luôn các chị yêu bạn. Quá xinh, quá đẹp luôn nha. Ấm áp cực kỳ luôn ạ. Mẫu này nhà em đang bán với giá đó là 519k. 519k. Màu trắng sữa. Chị Ngô Canh Dương ơi, màu trắng áo trắng chị đang chị lấy màu trắng sữa là chị comment luôn cho em số điện thoại nhá. Lấy màu trắng sữa comment cho em số điện thoại, có đúng 2 chiếc, em đúng chốt đúng 2 chiếc này thôi ạ. Em chốt đúng 2 chiếc này với giá là 519.000 trong buổi live ngày hôm nay nha. Nhanh tay đặt hàng giùm em ạ. Ok chị Ngọc Canh Dương màu trắng sữa. Ok chị Ngọc Canh Dương, chốt chị Ngọc Canh Dương màu trắng sữa nha. Em có một chiếc duy nhất màu xám chì. Có dáng rút eo ngắn nha. Đó, đẹp cực kỳ. Có dáng rút eo dáng ngắn không có chị nhá. Dáng rút eo dáng ngắn nha, em có lát đây. Sau đây thì em sẽ lên dáng rút eo dáng ngắn nhá. Các chị chia sẻ like giùm em đi, chia sẻ like nhiệt tình lên cho em đi nào.
màu chì xám chì này mặc rất là sang này, màu xám chì này mặc rất là sang nha các chị nhá. Đó chính là ưng cái màu xám chì này không? Em vén hết tóc ra đằng sau, các chị ngắm cho em cái dáng này nhá. Đấy xinh cực kỳ luôn, dáng dài nha, mẫu này em mặc đến gối luôn. Mẫu này em mặc đến gối luôn ạ, shop em ở Thái Nguyên chị ơi. Ok chị yêu nhá, cho chị Ngô Canh Dương rồi, chị cứ để lại cho em mà. Chốt hàng thì để lại cho em một lần thôi, comment một lần thôi. Ngọc Anh Dương à? Ngọc Anh Dương. Dạ vâng ạ, tại vì là comment nó không có dấu nên là nó không có cắt nên là em đọc nó bị nhầm. Nhanh tay giùm em chị là ơ mẫu này không nhở? 519k nha, 519k, còn màu xám chì, mẫu này nhà em có đúng 2 con. Chốt 1 con rồi còn 1 con thôi ạ. Hôm nay sale với giá cực kỳ là rẻ, mẫu này quá xinh luôn. Em nói thật với chị, mẫu này ngoài thị trường bán tầm 8-900 luôn nha các chị nhá. Mẫu này ngoài thị trường bán tầm 8-900 luôn này. Nó quá đẹp, có chút eo này luôn, các chị thoải mái điều chỉnh cái độ eo, thoải mái cái điều chỉnh cái độ eo này theo cái vòng eo của các chị luôn. Rất là vừa vặn. Nào chị nào lấy màu xám này không nhở? Màu xám này chốt luôn cho em nào để em qua mẫu khác nào. 519k thôi, cái mẫu này quá đẹp rồi. Mẫu này thì em không phải là giới thiệu nhiều về cái chất liệu rồi. Quá là siêu phẩm bên em rồi đấy các chị này. Rất là dày dặn nhả, sáng dài. Dày dặn cực kỳ luôn ạ. Nhanh tay comment giùm em 519 kèm số điện thoại giùm em 519k nhá. Rồi nhà em qua mẫu sau ngắn chút eo các tình yêu nhá. Qua mẫu sau ngắn chút eo nhỉ. Qua mẫu đi. Ok nhá, em sẽ qua một mẫu áo phông ngắn chút eo, mẫu này bao nhiêu đây? 499 đã. Rồi ok, em sẽ qua một mẫu áo ngắn giúp em nào. Các chị yêu, chuẩn bị đón một siêu phẩm mới bên em nha. Chuẩn bị đón một siêu phẩm mới bên em. Chia sẻ like nhiệt tình giúp em đi nào, cho nó vui vẻ xôm xả nào. Chia sẻ like giúp em đi ạ. 400 mẫu này nhà em là dáng ngắn giúp em này. Mẫu này nhà em cũng bán hơn 400 thôi. Mẫu này nhà em cũng bán hơn 400 thôi ạ. 499k mẫu này nha. 499.000 đẹp cực kỳ màu đen nhá. Dáng này giúp em khóa đồng nhá, 100% đó là khóa đồng. Có phao lông vũ dáng dài không ạ? Phao lông vũ dáng dài thì em vừa giới thiệu xong. Chị ơi, phao lông vũ dáng dài đây chị nhá. Nhà em còn duy nhất một màu xám chì. Mẫu này nhà em sale nha. Mẫu này nhà em sale xuống còn 519k. 519k. Ơn thì mẫu này comment lên cho em 519 kèm với lại màu xám kèm số điện thoại giùm em nhá. 519 kèm màu xám kèm số điện thoại giùm em ạ. Đây nha, qua một siêu phẩm mới bên em này. Một siêu phẩm mới bên em các chị nhá. Mẫu này là rút eo, dáng ngắn rút eo bên em này. Màu đen nhá. Rút eo thì các chị có thể là thoải mái điều chỉnh cái phần eo này phù hợp với lại cái chiều vòng eo của các chị nhá. Đẹp lắm các chị ạ. Đẹp lắm luôn nha. Đây rút eo đây ạ. Này eo mình bé rút thôi. Đây đẹp cực kỳ này. Đó rất là xinh. Mẫu này nhà em đang bán với giá là 499.000 mẫu này nha. 449k. 499 mà. 99. Ừ. 499 mà. Thế tao lại nói nhầm à. Chết rồi, em cứ nói nhầm giá thôi. Mẫu này là 499 nha. 499k, phao rút eo dáng ngắn. Mẫu này nhà em có màu đen nhá. Mẫu này nhà em có màu đen này. Có màu trắng luôn. Mẫu này nhà em có màu đen em đang mặc đây nha. Phao dáng nhỡ, dạ vâng, sao phao này mặc trùm mông này chị này. Phao này là mặc trùm mông nhá. Đây nhà em có màu này nữa này các chị này. Màu này là màu gì đây? Hả? Màu này là màu gì đây? Vàng chanh. Vàng chanh à? Màu vàng chanh nha, nhà em có màu đen và màu vàng chanh. Màu vàng, màu đen và màu vàng chanh. 499.000, 499k mẫu em đang mặc dáng rút eo này các chị em này, dáng rút eo. Dáng rút eo các chị nhá. Có chị nào thích cái mẫu dáng rút eo này không, comment lên cho em đi. Dáng rút eo. Dáng rút eo này 499 kèm màu sắc kèm sự thoại giùm em. Màu vàng chanh và màu đen. Đây là màu đen nhá các chị nhá. Đây là màu đen. Cái mũ này là mũ lông nhá. Mũ lông mình quá đẹp luôn rồi. Mũ lông quá siêu, siêu đẹp, siêu xinh luôn nha. Đẹp cực kỳ màu đen, chất liệu vải phao quá là đẹp nhá. Mẫu này là chun bản to, mẫu này là chun bo ôm bản to nhá. Chun bo ôm bản to nha các chị yêu nha. Chun bo ôm bản to các chị nhá. Đó, đây là màu đen. Đây là màu đen các chị nhá. Cho em đổi hồng đậm 499 lấy đen rút eo. Ok chị tâm tồi tệ nhá, đổi cho chị hồng đậm 444. Ok chị yêu đổi hồng đậm lấy đen nhá, đen rút eo 499 nhá. Đấy chị Tâm tồi tệ để ý số điện thoại giúp em nhá. Bên em sẽ có nhân viên gọi điện cho chị nhá. Có mũ lồi không ạ? Có chị ơi, mũ lồi thì em đang đội đây ạ. Mũ lồi thì em đang đội đây rồi nhá. Mũ lồi này nhà em có rất là nhiều màu. Màu em đang đội đây là màu kem. Màu kem có màu hồng đậm, màu đỏ gạch và màu nâu nhạt nhá. Chị mặc
Đó, đẹp lắm luôn ạ. 499k màu đen. Đó, ok em thử màu vàng chanh luôn nha. Ok em thử màu vàng chanh. Các chị yêu chia sẻ like giúp em đi nào. Chia sẻ like giúp em nha. Đẩy lượt view lên cao cao giúp em nhá. Mẫu này nhà em đang bán với giá là 499.000. Cực kỳ đẹp các chị nhá. Mẫu này quá đẹp quá xinh luôn. Em bao các chị yêu quá đẹp quá xinh luôn nha. Quá đẹp quá xinh và chất liệu vải phao thì nó rất là dày dặn. Các chị kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận và trước khi lên quán cho em. Kiểm tra hàng thoải mái cho em được nhá. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận và trước khi thanh toán cho em. Ưng ý, đúng màu, đúng mẫu em giới thiệu các chị ở trên live. Thì comment lại thì nhận hàng cho em ạ. Mũ lồi em, mũ lồi em mang mang đây thì nhà em bán với giá là 99.000. 99.000 mũ lồi em đang mang thôi ạ. Ok, em thử màu vàng chanh nhá. Chị gì nhở? Chị Nhật Lệ đang quan tâm mũ lồi thì chị comment lại cho em là chị thích màu nào đi. Nhà em mẫu đấy mũ lồi có nhiều màu đó. À, mũ lồi nhà em có màu đen này. Nhà em có màu này là màu em đang mặc là màu kem nhá. Nhà em có màu hồng đậm. Mẫu này là hồng đậm này. Mẫu này là màu đỏ gạch và màu kem. À, mẫu này là màu nâu nhá. Màu nâu nhạt, màu đỏ gạch và màu hồng đậm. Mẫu này có dây ở bên trong này. Dây ở bên trong để các chị có thể là thoải mái điều chỉnh cái độ rộng của mẫu mũ này nha. Mũ lồi 99.000. Mũ lồi 99.000, comment là mũ lồi 99 kèm với lại màu sắc giúp em. Mũ lồi 99 kèm màu sắc giúp em nha. Ok chị Mưa Lạnh, áo phao 499 màu đen cho chị Mưa Lạnh nhá. Áo phao 499 màu đen chị Mưa Lạnh, nhanh tay đặt hàng giúp em nhá. Nhanh tay đặt hàng giúp em ạ. Nhanh tay đặt hàng giúp em, áo phao nha. Áo phao giúp em bao nhiêu ạ? Áo phao giúp em hôm nay bán nha, em bán với giá cực kỳ là rẻ, 499k thôi ạ. 499k này có giúp em nhá. Đây giúp em để có chị có thể thoải mái điều chỉnh cái độ rộng của eo, thoải mái điều chỉnh độ rộng của eo theo. Chị ơi, shop em ở gần Đại học Sư phạm, cổng phụ Đại học Sư phạm ạ. Không biết để đâu luôn. Đây. Form bao nhiêu ký hả chị? Mẫu này form 63 ký bon chen được nha. Form 63, 65 ký bon chen thoải, tùy vào chiều cao nữa. Tùy vào chiều cao các chị ạ. 15 tới 17 rồi. Làm sao? Nhìn quay lại đằng sau nhìn đi. Nào các chị nhanh tay comment lên cho em nha. Em sẽ like trong vòng 10 phút nữa thôi. Like trong vòng 10 phút nữa thôi ạ. Đây là nhanh tay comment. Phao mẫu này là phao, phao rút eo nhá. Phao rút eo mẫu này là túi hộp này, đẹp cực kỳ, màu vàng chanh và màu đen. Mẫu này nhà em có màu vàng chanh và màu đen ạ. Cho em xem cái áo phao hồng phía sau chị đi, cạnh cái áo vàng trên. Cạnh cái áo vàng á. Áo hồng phía sau là mẫu nào nhỉ? Áo hoa hồng phía sau là mẫu nào nhỉ? Mẫu này à? Anh không phải. Sao cái này nó bị ấy á? Nó bị. Nào nhanh đây comment này giùm em nè. Nhanh đây comment này đặt hàng giùm em. Phao 449 màu sắc số điện thoại giùm em. Phao 449 màu sắc số điện thoại giùm em. Có màu vàng chanh và màu đen ạ. Màu vàng chanh và màu đen nhá. Nhanh tay comment này giùm em 5 phút nữa nha. 5 phút nữa các chị yêu nha. Đâu rồi ạ? À? Các chị yêu em đợi, các chị yêu nhanh tay comment lại giùm em nè. Nhanh tay bổ sung cho em số điện thoại màu sắc nhá. Màu sắc số điện thoại cho em để lên đơn hàng nha. 499k. Rồi rút eo nha các chị nhá. Rút eo vào túi hộp ạ. Rồi cả nhà ơi. À có tháo. Có cái nào? Mẫu nào nhà em cũng tháo được lông chị ơi. Mẫu nào nhà em cũng tháo được lông nhá. Màu B thì nhà em có cái mẫu này 449k. Màu B mẫu này 449k nha. Nhanh tay đặt hàng cho em nào. 2 phút nhá. 2 phút nữa thôi ạ. Bên tay. Ok nhá, ngày mai chị Mạc Thị Giang, ngày mai em sẽ hẹn chị trong buổi live ngày mai thì em sẽ giới thiệu cái mẫu đấy nhá. Cả nhà ạ, ơi, đây là màu B có tháo được lông này. Ưng mẫu này comment 449. Đây mọi người ơi, có đường lông tháo cúc ở đấy tháo được ra hết nha mọi người nhá. Mọi người giặt được thể vừa ra. Nào cả nhà ơi, ai muốn mẫu nào thì nhanh tay comment. Và nhà em xin phép chuẩn bị kết thúc live ở đây nhá. Xin phép chuẩn bị kết thúc live ở đây là mọi người có thể thấy hiện tại nhà em rất là đông khách rồi nên là chắc là em sẽ xin dừng live ở đây ạ. Xin dừng lại ở đây, live ở đây và mọi người có gì thì có mọi người có thể inbox cho nhà em nhé. Hoặc là hẹn mọi người vào buổi live ngày mai và buổi live tối ngày hôm nay nhá. Rồi chào cả nhà nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị yêu của em ạ.